Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào cái phần đó là phần gradient. Hôm nay các bạn sẽ học về gradient trong cái AI của chúng ta. Để muốn làm được cái điều này thì chúng ta sẽ chọn vào cái biểu tượng là tạo ra một khổ giấy mới. Thực chất là khi mà chúng ta đã đi qua cái giá trị đó là về pen rồi thì chúng ta sẽ sáng tạo rất nhiều loại bố cục từ pen. Thì tí nữa khi mà chúng ta kết thúc cái bài hôm nay thì tôi sẽ gửi cho bạn một cái bài pen gồm khoảng 42 cái bố cục về pen. Sau đó thì bạn sẽ vừa vẽ lại và tập luyện với những bố cục đấy. Bởi vì là thực ra là khi mà chúng ta thiết kế đồ họa thì chúng ta sẽ luyện những thể loại như sau. Thứ nhất là bố cục trong khung, có nghĩa là vẽ một cái khung xong cho cái ảnh vào, xong bên tay phải là sẽ có text. Loại thứ hai là bố cục ngoài khung, là bạn cắt cái đối tượng của chúng ta ra khỏi cái nền và chúng ta sẽ tạo ra giá trị tương phản giữa hình và nền và có chữ bên cạnh. Đây là bố cục ngoài thứ hai. Và bố cục thứ ba là bố cục ngày hôm nay mà chúng ta sẽ học, đó là bố cục dùng gradient, có nghĩa là làm cho tấm ảnh nó chuyển vào nền. Có nghĩa là thực ra đây là một trong những phong thái mà người ta dành cho những người mà cực kỳ thông minh. Thông minh nghĩa sao? Lười. Lười thì gọi là thông minh, bởi vì không muốn làm nhiều. Ví dụ bạn cắt đây bạn thấy phức tạp lắm, nhưng mà khi mà chúng ta cho ảnh chuyển vào nền thì lại đơn giản rất là nhiều. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, chúng ta sẽ ghi vào đầu tiên nhé. Nào, sau khi mà đã có được cái khổ giấy xong thì bây giờ các bạn để ý cho tôi là, để muốn tạo ra một cái gradient hay được gọi là giải chuyển sắc, đúng không ạ? Mà trong thiết kế thì tôi đã chỉ cho các bạn rồi, nó rất là quan trọng bởi vì nó tạo ra sắc độ cho chính cái thiết kế. Tại sao nó phải có đậm, tại sao phải có nhạt, tại sao phải có trung gian và tại sao phải có sáng? Thì cái này sau khi mà làm xong là bạn có thể lên trên mạng bạn search gradient vector cho tôi. Thì ngay tức là bạn sẽ download từ những cái vector đó về. Nhưng ở đây nó có một cái rất dở là nếu chúng ta sử dụng nó trong trường hợp in ấn thì câu chuyện nó khác nhau nha. Bởi vì tất cả những cái file mà miễn phí trên mạng ấy, thường thường người ta dùng RGB chứ không phải CMYK. Nên chính vậy mà nhiều lúc chúng ta làm rất là đẹp, rất là tuyệt vời, nhưng mà khi đến lúc mà chúng ta in ấn vào thì chúng ta rất là dở hơi. Chúng ta xoay đủ các hướng, các kiểu ra mà nó không được như ý muốn. Các bạn hiểu không ạ? Ok, thì bây giờ các bạn nhìn này, tôi quét qua nhá. Các bạn nhìn này, quét qua cái đối tượng. Và sau khi quét qua đối tượng xong thì bạn muốn đổ cái đối tượng này gradient một cách nhanh nhất thì bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng này của tôi chưa? Đấy, chúng ta di qua thì nó chính là cái mũi tên nhọn ấy. Mũi tên nhọn thì mình chỉ cần ấn vào mũi tên nhọn trên bàn phím là nó cũng được luôn cái gradient đấy. Và nó sẽ mặc định cho chúng ta đó là gradient đen trắng. Ok, các bạn nhìn đúng không ạ? Đấy ạ. Yeah, xong rồi. Và sau khi mà đã có gradient đen trắng rồi thì ở đây chúng ta sẽ có một cái biểu tượng, đó là chúng ta tích vào cái biểu tượng về cái nét đối tượng này đi, chúng ta bỏ đi. Đây là một trong những cái phương pháp được gọi là đang lạm dụng trên thị trường rất là nhiều. Trừ trường hợp nào một ngày nào đó mà nó người ta không muốn chơi gradient nữa thì ok, thì chúng ta sẽ đổi phong cách. Nhưng hiện tại bây giờ tôi nghĩ rằng bạn nên học cái gradient một cách kỹ nhất cho tôi, bởi vì nó là một trong những cái mà tạo ra sự bắt mắt cho thiết kế. Nó đẹp, nó bắt mắt thiết kế. Còn có nhiều người khi học về mỹ thuật hay là học bất cứ một cái gì đó liên quan về mỹ thuật thì có thể nào bảo không, nó phải như thế này, nó phải như thế kia. Thì câu chuyện đấy là câu chuyện mà chúng ta phải trải nghiệm khách hàng. Chúng ta phải trải nghiệm khách hàng thì chúng ta mới rút ra được khách hàng được, đúng không ạ? Đấy, cũng giống như tôi chia sẻ cho các bạn biết, tôi cũng có thể có một đội nhóm chuyên gia về thiết kế logo, nhưng không phải lúc nào logo của tôi cũng được chọn các bạn ạ. Tôi vẽ ra logo nhưng có khi lại chọn một cái logo của chính người học sinh của tôi là vẽ xấu nhất theo cách mà tôi nhìn về mỹ thuật. Nhưng thực sự là khách hàng lại cực kỳ thích một cái đấy. Bởi vì sao? Hợp gu của họ. Đấy, nên là cái này nó vô vàng lắm các bạn nhớ nhá. Nên là không, cái sự quy chuẩn ấy là tôi chỉ là người hạn chế được mặt rủi ro thôi, chứ không phải là ý tưởng sáng tạo hơn các bạn trẻ đâu ạ. Các bạn hiểu không ạ? Nên nhiều lúc là phải nuôi dưỡng cái giá trị mà nhí nhố của mình thì chúng ta mới có sự sáng tạo được. Nên thỉnh thoảng tôi vẫn đi uống trà đá, thỉnh thoảng tôi vẫn đi ra ngoài đường, đi ngắm đường phố, ngắm các cô gái, ngắm các chàng trai. Đó, đấy, đơn giản như vậy thôi. Vậy thì nó mới có cảm hứng chứ, đúng không ạ? Nên nhiều lúc bây giờ mà không được đi chơi là tôi thấy khó chịu. Ok, nào, các bạn nhìn này, sau khi tích vào cái này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có đen và trắng. Và đây là một cái gradient ít dùng trong thiết kế của chúng ta. Bởi vì lý do khi mà bạn đặt một cái chữ vào thì bạn không biết là chọn trắng hay đen.
Bởi vì nếu bạn chọn trắng thì ở vực khu vực sáng của gradient thì nó có thể làm sao rất tuyệt vời. Nhưng ở những khu vực trung gian là màu ghi và màu đen thì chúng ta lại thấy là tương phản rất yếu. Có đúng không ạ? Các bạn có đồng ý tôi ạ? Gradient chuyển từ đen đến trắng mà. Thì có phải chữ của chúng ta ở khu vực trắng, có nghĩa là nếu nó nằm ở phía đầu này thì nhìn nó tương phản mạnh. Nhưng mà sang ghi và đen thì tự nhiên nó không tương phản mạnh nữa, là toi. Tôi đang nói cho bạn biết là có những cái sản phẩm thiết kế là chúng ta còn phải tính cự ni khi nhìn. Các bạn biết cự ni khi nhìn gì không ạ? Có nghĩa là nhiều lúc mà chúng ta nhìn từ đây đến đây màn hình, có phải là những quảng cáo trên Facebook, quảng cáo trên website thì không phải nhìn từ đây đến đây không ạ? Với khoảng cách là bao nhiêu? 25 đến 30cm. Nhưng có những cái thiết kế của các bạn phải nhìn rất là xa, vài mét, vài chục mét. Các bạn nhìn thấy những cái biển thiết kế bảng biển tấm lớn chưa? Trên trục đường không ạ? Vậy thì khi mà nhìn xa như thế thì tôi nói thật cho bạn biết là chúng ta phải có tư duy rất là đơn giản là vậy thì cần đưa cái gì lên trên đấy? Đúng không ạ? Và cái đối tượng khách hàng của chúng ta là phải như thế nào ạ? Tất nhiên họ là người đi xe thì không phải điên đâu mà người ta đi cứ suốt ngày người ta nhìn vào cái đấy, đúng không các bạn? Vậy thì nhìn thoáng qua thì nội dung phải cực kỳ đơn giản đến mức độ cực kỳ là dễ hiểu thôi. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi, vậy thì việc đầu tiên của gradient của chúng ta phải có một cái lưu ý như sau này. Các bạn nhìn này, sau khi đổ xong chúng ta sẽ chọn vào bảng gradient bên tay phải. Các bạn sẽ nhìn thấy bảng gradient bên tay phải của chúng ta. Ở đây nó có một cái chấm đen tượng trưng cho bên này, chấm trắng tượng trưng cho bên này và ghi tượng trưng cho ở giữa. Đó. Và bây giờ để muốn thay được cái màu của gradient thì bây giờ bạn chỉ cần chọn vào điểm này và tích đúp giúp tôi. Đây là cách thay cái màu của gradient một cách thông thường. Có nghĩa là khi tôi tích vào đây một cái thì các bạn sẽ nhìn thấy nó ra một cái bảng màu. Và tất nhiên là sau khi ra bảng màu thì bạn hãy chọn cho tôi một cái màu. Và đây là màu có sẵn. Các bạn nhớ nhé, đây là màu có sẵn thì bạn chỉ cần chọn tích vào đây phát này thì ngay tức nó là màu xanh thôi. Có nhìn thấy cái này không ạ? Cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ chọn cái màu trắng. Các bạn nhìn thấy màu trắng ở đâu không ạ? Tôi cũng tích đúp. Và sau khi tích đúp xong thì tôi sẽ chọn màu xanh nhạt hơn. Các bạn nhìn không ạ? Thì lúc này tôi sẽ chuyển từ màu xanh đậm chuyển sang một màu xanh nhạt. Đúng rồi, nhạt chuyển thành đậm, đậm chuyển thành nhạt. Ok, nếu chúng ta hỏi ở người nào thì các bạn lưu ý cho tôi là thường thường khi người ta dùng gradient người ta nên chuyển từ màu xanh đậm sang một màu xanh nhạt, từ vàng đậm sang vàng nhạt, đỏ đậm sang đỏ nhạt, tím đậm sang tím nhạt, hoặc là một màu gì đó chuyển sang màu nhạt. Nhưng người ta ít khi chuyển sang trắng, hạn chế khi chuyển sang trắng. Các bạn hiểu không ạ? Bởi vì khi chuyển sang trắng thì tôi đã chia sẻ cho các bạn biết rồi là khi mà chúng ta đặt một cái gradient trên một cái phiên bản thiết kế đó thì chữ chúng ta đặt vào cực kỳ vất vả. Các bạn hiểu cái này của tôi không ạ? Chính vì vậy mà tại sao tôi chỉ chọn là chữ từ xanh đậm sang xanh nhạt. Nhưng xanh đậm sang xanh nhạt chỉ chênh nhau khoảng 1 đến 2 độ thôi. Đừng chênh nhiều quá, chênh nhiều quá thì nó sẽ rất là xấu. Và phần thứ hai nữa là chúng ta sẽ chọn màu chữ cũng vất vả như vậy. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ok, vậy thì sau khi mà chúng ta chọn xong cái này xong thì chúng ta có một cái gradient màu xanh. Đúng không ạ? Bây giờ sau khi đã có gradient màu xanh xong thì chúng ta có thể làm sao? Chúng ta copy cái gradient này sang bên tay phải của chúng ta. Và chúng ta cũng có thể thay một cái màu khác bằng cách tôi tích vào đây. Tôi tích nút vào đây một cái. Và lúc này chúng ta sẽ chọn đỏ đậm. Và tất nhiên chúng ta tích nút vào đây. Lúc này chúng ta có thể chọn đỏ cờ, nhưng bạn có thể chọn một cam đậm. Các bạn nhìn thấy lúc này tôi đang có màu đỏ chuyển sáng hơi cam. Nhìn đâu ạ? Vậy thay cho việc mà chúng ta dùng một màu là chỉ có một màu thôi thì chúng ta đang dùng một cái sắc độ của cái màu đó thì bao giờ trông nó cũng có chiều sâu hơn. Các bạn hiểu cái này chưa giờ? Tiếp tục khi mà bạn chọn vào đây. Nhưng đây là một trong những giá trị chúng ta chọn vào gradient thì các bạn sẽ nhìn thấy cái này chưa? Bạn tích đúp vào đây thì ngay tức nó có ô màu nhưng không phải là thứ tôi mong muốn. Để muốn có lấy ô màu được thì chúng ta phải làm bằng cách nào? Chúng ta sẽ tích một điểm ở đây cho tôi. Và sau đó thì bạn sẽ tích đúp vào cái ô màu bên tay trái. Và lúc này thì chúng ta tha hồ, chúng ta chọn một cái màu nhưng mà tôi muốn rằng nó phải đủ đậm tầm này. Các bạn hiểu cái này không ạ? Và sau khi tôi ấn OK xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái này nó đậm hơn so với bình thường. Tiếp theo, các bạn sẽ tích sang bên này và tất nhiên tôi sẽ chọn vào một cái miếng đậm hơn. Tôi sẽ chọn vào đây. Và lúc này tôi sẽ chọn vào đậm như này. Và sau khi tôi làm xong thì tôi đã có một cái gradient như thế này. Đây là từ trái qua phải, từ phải qua trái nhưng nó chỉ chênh phô rất là ít.
Và cái này thường thường người ta có thể làm hay là làm những cái biểu tượng như bìa của catalog hay là profile hoặc là background, chứ không nhất thiết phải là quá chuyển độ quá lớn. Nên chính vậy mà các bạn thấy rằng là khi tôi chuyển độ tôi ít khi mà chuyển độ tranh phô về độ quá nhiều. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Và đối với một người học thông minh thì chắc chắn là chúng ta nên học cái gì ạ? À? Hãy học gradient của các thương hiệu nổi tiếng. Tại sao chúng ta cứ phải dùng cái nội lực của chúng ta quá lớn, mà trong khi đó nội lực của chúng ta lại chưa kiểm soát được nha? Bởi vì chúng ta là những viên ngọc thô. Nghĩa là trước khi bạn giỏi thì bạn rất là thô, có đúng không ạ? À, có nghĩa là không biết cái màu đấy mình có đẹp được không, thì tại sao mình không dùng màu của một cái người mà người ta gì ạ? Người ta thiết kế lâu năm rồi, họ cực kỳ chuyên nghiệp rồi. Và thậm chí là tại sao tôi không chọn những cái màu thị trường người ta chấp nhận rồi, mà cứ phải hùng hục đi là cứ phải chọn bằng theo màu của chúng ta. Vậy bạn dựa vào đâu mà cái màu của bạn là được khách hàng chấp nhận, đúng không ạ? Nên tôi nói thật cho bạn biết, tôi luôn luôn học theo cách đó là thông minh thôi ạ. Nên các bạn sẽ nhìn thấy tôi chọn là file và tôi chọn vào phần plate, đó là cách lấy màu từ gradient của một người khác. Chúng ta sẽ chọn vào ổ ép và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng đề thi, và chúng ta sẽ kéo chuột xuống. Ở đây nó có một cái sản phẩm, ví dụ trong trường hợp này các bạn sẽ nhìn thấy đây là một sản phẩm của khách hàng, và khách hàng đã chấp nhận rồi thì tại sao chúng ta lại không chọn cái màu này, đúng không ạ? À, màu này nó đẹp mà, đúng không ạ? Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta để muốn sau này mà chúng ta đi làm chuyên nghiệp hơn thì tội gì mà tôi không đi sưu tầm. Cái người sưu tầm và cái người đọc nhiều, cái người xem nhiều thì nói thật cho bạn biết bao giờ ông làm tốt hơn người kia. Thậm chí tôi nói thật nó hơi vui tí, nói phép hay hơn. Bạn thấy không ạ? Cái người đọc nhiều sách nói phép hay hơn là người không đọc nhiều sách đấy, có đúng không ạ? Nói hiêu nói vượn nói cái gì này, đúng không ạ? Còn cái người mà không đọc không nghe và ít nói thì nói không bao giờ hay được. Mà không bao giờ hay thì tôi thật cho bạn biết đi thuyết trình làm sao được các bạn. Ok, tôi sẽ chọn vào đây. Nào, sau khi làm xong cái này thì bạn sẽ chọn vào đây cho tôi một điểm này. Bạn tích vào điểm màu đậm. Bạn nhìn này, cách lấy màu từ một tấm ảnh, bạn sẽ tích vào điểm màu đậm. Bước thứ hai là bạn sẽ chọn vào công cụ phím Y ngắn. Y ngắn là công cụ chọn màu, copy màu. Nhưng các bạn đừng quên phím Shift của tôi. Có nghĩa là bạn đã chọn Y rồi thì bạn giữ Shift cho tôi một cái. Nhìn giữ Shift chưa? Và bạn chỉ vào khu vực màu đậm. Thế là các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã chọn được màu xanh đậm rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ chọn ra màu xanh bên này. Thì tôi sẽ chọn màu xanh, xanh lá cây nhạt hơn. Tôi lại ấn Y ngắn và tôi lại giữ Shift. Tôi lại chỉ vào đây phát là tôi lấy được cái màu. Lúc này tôi đã có một màu của gradient gì? Xanh lá cây. Còn sau này bạn muốn là dùng cái màu xanh lá cây mà không bị phô, không bị gọi là nó hơi bị hú màu, thì các bạn hãy có thể chọn cho tôi một cái màu xanh lá cây của Vietcombank, đúng không? Vietcombank nó có cái màu giải chuyển màu thì chúng ta cứ học theo cái đấy, cứ học theo cái độ chuyên nghiệp nên là ngon lắm. Và tôi nói thật cho bạn biết sau này bạn đi thiết kế logo thì cũng không cần phải dùng màu bằng bản năng của mình đâu. Hãy dùng logo mà của những thằng nổi tiếng mà nó cùng hệ màu giống nhau. Chúng ta chỉ cần chọn được cái màu của nó thì chúng ta đã ngon lắm rồi. Tôi thề các bạn luôn. Bởi vì trong một bản thiết kế của khách hàng người ta chỉ dùng có 3 màu thôi. Vậy chúng ta chỉ cần chọn được cái bộ màu của họ là chúng ta đã tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Và sau khi mà chọn được bộ màu thì tôi quay trở lại với bài số 1 là chúng ta sẽ lưu cái bộ màu đấy vào, đúng không? Thế là tự nhiên chúng ta làm chuyên nghiệp hết à. Rồi, vậy thì sau khi mà các bạn nhớ một điều rằng tôi đã dạy cho các bạn là gradient một màu từ trái qua phải, rồi gradient của chúng ta là gì, có thể lấy màu từ ảnh, đúng không ạ? Bây giờ thì các bạn sẽ nhìn thấy trong một cái gradient của chúng ta nó có một cái thuộc tính nữa là các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ reverse. Nó giống như Photoshop, có nghĩa là bạn có thể được quyền đảo giữa màu đậm và màu nhạt cho nhau. Đáng nhẽ bình thường thì chúng ta phải làm cái gì ạ? Các bạn có đồng ý với tôi lại cầm cái này không ạ? Bạn mà tích đúp vào đây xong rồi bạn biến thành màu nhạt, xong rồi tích vào đây thì biến thành màu đậm. Không, bây giờ chúng ta chỉ cần ấn vào đây thôi thì ngay tức là đảo chiều cho các bạn. Các bạn nhìn cái đảo chiều chưa? Đấy, thì đây là reverse này. Các bạn chỉ ấn vào đây đảo chiều. Và sau khi đảo chiều xong thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng nữa là chúng ta sau khi biết cách đảo chiều thì chúng ta sẽ điều tiết về hướng của gradient theo cách mà chúng ta mong muốn. Các bạn có thể ghi là cách làm thay đổi hướng của gradient. Để muốn làm thay đổi hướng của gradient, chúng ta sẽ tích vào gradient và ấn vào phím G trên bàn phím.
Nhưng các bạn cũng có thể dùng cái phương pháp đó là gì? Bạn nhìn thấy cái số độ này của tôi không ạ? Nhìn thấy không độ không ạ? Chúng ta có thể tích vào một cái như thế này và chúng ta có thể ấn nút là gì? Giữ shift, ấn nút lên trên và xuống dưới bàn phím thì nó sẽ tăng giảm 10 độ. Còn bạn buông shift ra thì nó sẽ xoay theo từng độ một theo cái hướng gradient ấy. Ok, chúng ta giữ shift ra, chúng ta tăng này này. Nhìn thấy 10 độ không ạ? Giữ shift lên trên 20, 30, 40 thì các bạn sẽ nhìn thấy gradient tôi thay đổi. Nhìn chưa? Và giữ shift này xuống dưới. Nhưng bạn muốn theo từng độ một thì bạn sẽ làm sao ạ? Đây. Nhìn thấy 46, 47, 48, 49, 50 chưa? Đấy, có nghĩa là nó có hai phong cách cho các bạn lựa chọn. Một là bạn giữ phím shift. Bạn ấn nút lên trên và xuống dưới của bàn phím là tăng giảm 10 độ. Còn khi mà bạn sao ạ? Bạn buông shift ra thì bạn sẽ ấn nút lên trên xuống dưới thì nó tăng giảm 1 độ thôi. Hiểu cái này chưa đã? Nhưng thực sự đây là một trong những cái phương pháp để chúng ta hiểu thôi. Chứ còn tôi thì thường thường tôi thiết kế bằng cách là tôi hay kéo tự do. Bởi vì kéo tự do thì nó mang tính chất bản năng của tôi. Và tôi thích cái gì nó thuộc về tôi. Đúng không ạ? Và cũng chả ai đi làm với khách hàng là bảo là khách hàng ơi em kéo cái này là 30 mấy độ đấy. Đúng không ạ? Và tôi cũng chia sẻ cho bạn biết là trong số một số bạn học về đồ họa họ kỹ thuật khủng khiếp luôn. Có nghĩa là họ lúc nào cũng phải tính ủi cái này nó bị làm sao nhỉ, ủi cái này nó bị làm sao nhỉ, ủi cái này nó bị làm sao. Tại sao mà chúng ta cứ phải đau đầu thế? Bởi vì hồi xưa tôi đã từng có một học viên này tự nhiên là máy làm sao nó treo. Tôi đất cần quan tâm nữa, tắt đi bật lại. Bảo nhưng mà thấy cái đấy nó bị làm sao? Tôi đất biết. Tại sao chúng ta cứ phải cái nỗi đấy nó rất ít gặp. Thì không cần quan tâm cái đêm gì cả. Tôi chỉ quan tâm đến thứ nhất là màu sắc đẹp, bố cục đẹp, cách thiết kế đẹp là đủ. Và cái cuối cùng như tôi đã nói, bạn biết là dù sao thì chúng ta cũng phải biết nói chuyện. Biết nói chuyện là ngon rồi. Đúng không ạ? Ok, cái bạn nhìn này. Vậy thì để muốn thay đổi hướng của gradient thì cái cách này không phải là cách mà tôi lựa chọn. Để muốn thay đổi hướng của gradient, tôi ấn vào phím G trên bàn phím. Nhìn phím G, gradient đấy. Bạn chọn vào gradient giúp tôi và lúc này thì chúng ta sẽ kéo cái con chuột nó như thế nào. Cái này thì thực ra là bạn học Photoshop và Illustrator khá giống nhau. Nào. À, các bạn nhìn vào đây. Lúc này chúng ta sẽ chọn là phím G, chúng ta kéo nha, ví dụ kéo từ đây. Các bạn nhìn đây, kéo trái phải trái từ trên xuống dưới từ dưới lên trên. Các bạn nhìn thấy kéo thoải mái chưa? Nhưng ở đây nó có hai điều đặc biệt mà các bạn cần lưu ý cho tôi đó là gì ạ? Khi bạn kéo mà muốn nó thẳng hàng thì bạn giữ shift giúp tôi. Thấy chưa? Giữ shift thì nó luôn là thẳng hàng. Ok. Và phần thứ hai lưu ý là không bao giờ kéo điểm đậm và điểm nhạt sát vào nhau. Như vậy cái gradient chuyển sắc của bạn sẽ cực kỳ là gọi là bị gấp. Đây ạ. Nhớ, xấu không? Nên là đừng bao giờ chơi trò này. Nhưng cái này được quyền áp dụng trong mặt nạ. Khi bạn muốn một đối tượng chi tiết quá bé mà chuyển vào nền thì bạn phải dùng chiêu thức này cho tôi. Thì tí nữa tôi sẽ giải thích sau. Nhưng tôi vừa lưu ý cho bạn là không kéo điểm đậm và điểm nhạt trên gradient là sát nhau. Có hiểu cái này không đã? Có nhìn không ạ? Mà người ta phải kéo từ trái có phải như này này. Thế nó chuyển êm hơn chưa? Ok, thì đấy là một trong những lưu ý mà các bạn dùng gradient cho tôi. Tiếp theo trong gradient của chúng ta nó có cái gì nữa? Nó có gradient theo hình tròn. Các bạn nhìn thấy gradient tôi theo hình tròn chưa? Khi bạn tích vào đây một cái thì ngay tức là cái tâm tròn của chúng ta nó sẽ nằm ở đâu ạ? Nằm ở giữa. Và lúc này các bạn sẽ thấy một cái điều xảy ra nữa đó là gì ạ? Khi mà chúng ta ấn vào chữ reverse thì cái biểu tượng màu đậm nó lại nằm ở bên trong. Màu sáng thì lại nằm bên ngoài. Thì bạn muốn đảo ngược hai cái vị trí này cho nhau thì bạn cũng có thể ấn vào reverse như này không? Như này chưa? Và thường thường theo tâm lại bình thường thì đối với một người làm thiết kế một cái poster thì thường thường tâm sáng nó sẽ nằm ở giữa của khổ giấy. Bởi vì các bạn có thấy là poster thì thường thường hay chọn bố cục đó là căn vào giữa không ạ? Và khi ánh sáng tập trung vào giữa thì nhân vật chính nó sẽ nằm ở đây. Nhớ đó các bạn xem. Chả bao giờ có cái chuyện là gọi là chỗ tối thui mà lại có nhân vật chính như đấy cả. Đúng không ạ? Hiểu cái này chưa?
Và phần thứ hai nữa là gì ạ? Thường thường tôi hay đặt tâm sáng từ sang bên tay trái, bởi vì lúc này là người Việt Nam người ta nhìn từ trái qua phải. À, nếu mà chúng ta là người không xuất chúng với vấn đề về tạo ra bố cục mới nạ và tạo ra tín hiệu mới nạ thì thôi, tóm lại là bạn cứ đi theo cái cũ đi ạ. Nếu chúng ta sinh ra một cái mới mà không đẹp thì thôi làm như cái cũ. Tôi đã từng có một cái học viên mà đã làm nhận diện cho Dell nha, các bạn nhớ nha. Người ta yêu cầu từ A đến, người ta gọi yêu cầu A. Tôi yêu cầu ông làm bằng A thôi thì đừng có đi đến Z. Các bạn hiểu không ạ? Nếu bạn đi đến Z tôi không kiểm soát được bạn đang làm cái ý tưởng gì đấy. Có nhiều ông thiết kế vào làm ý tưởng cao siêu quá, mỗi tội là cái thằng mà người ta gọi là gì, người ta vẽ ra chiến lược, người ta vẽ truyền thông, người ta vẽ ra tầm này thôi, khách hàng người ta như này nó mới hiểu được. Thì ông mẹ vẽ ra đến tận Z cơ, từ A đến Z em, khách hàng đã hiểu thế người ta loại luôn cái sản phẩm đấy. Nên các bạn nhớ một điều rằng sự sáng tạo của các bạn luôn luôn phải được kiểm soát bằng cách đó là gì? Khách hàng, bạn đang phục vụ khách hàng nào? Và khách hàng bạn có thẩm thấu được cái giá trị bạn vẽ ra không? Nha. Có nhiều người bảo là em phải cần sáng tạo lắm, em muốn sáng tạo nó như này như kia. Ok, vậy thì để muốn sáng tạo đấy đi uống trà đá. Một cái văn hóa ở đường phố của chúng ta rất là nhiều đúng không ạ? Chúng ta lấy được tinh thần. Đúng không ạ? Còn để muốn có một sự sáng tạo tiếp theo mà nó cao cấp hơn thì bạn hãy dùng những sản phẩm cao cấp hơn. Đúng không ạ? Chúng ta muốn làm cho nhà hàng thì chúng ta phải ăn đồ ngon. Bạn cứ ăn đồ ngon một lần đi, rồi bạn mới cảm nhận được là nó như thế nào, đúng không? Chứ còn từ chưa bao giờ ăn đồ ngon thì lấy đâu ra mà làm nhà hàng. Lúc đấy chúng ta đang làm một ngôn ngữ cực kỳ thường luôn. Các bạn hiểu không ạ? Thì cũng giống như hôm trước tôi đã nói cho bạn biết là khi làm về quảng cáo đồ uống đúng không ạ? Người Việt Nam người ta bảo là rồi, đây hôm nọ có một bạn làm tốt nghiệp, bạn làm về cái ba của bạn ấy, nhưng mà cái ba của bạn rất hay ở chỗ này là không có nhạc nhẽo gì cả. Nó chỉ là đến nơi đến uống một cái sản phẩm, một cái ly rượu đấy thôi. Nhưng các bạn nhớ một điều rằng ở đấy nó dành cho hai loại khách hàng. Khách hàng thứ nhất là người ta đã đến ba ấy rồi, hoặc là người ta đã đi quá nhiều ba rồi nên người ta sẽ biết rằng là ừ, vậy thì cái loại cốc tai nào là hay, và cái ly mà đựng cái cốc tai rượu đấy là có phải quy chuẩn không ạ? Các bạn như không phải uống rượu người ta uống bằng ly nào cũng được đâu nhá, các bạn nhớ nhá. Và thường thường người ta uống bao nhiêu cốc thì là hợp lý ạ, chứ không phải uống lấy say đâu mà. Văn hóa người nước ngoài nó khác so với văn hóa người Việt Nam. Ví dụ uống một bia thôi, ví dụ bia như tôi đã chia sẻ cho các bạn rồi, đó là gì? Có những cái bia người ta chỉ uống một chai thôi và đi theo số. Một chai người ta có thể lên đến tiền triệu, 100 triệu. Và phần thứ hai là uống ấy, nó nặng kinh khủng luôn, chứ nó không phải giống như bia của chúng ta bình thường. Nên khi vào một cái nhà hàng cái xịn sò bảo ok cho tôi uống cái này phát, không, chỗ em chỉ uống bia này thôi. Mà bia đấy là bia gì? Ui bia này cho tôi 5 chai vất ra. Sai hoàn toàn, bởi vì chúng ta chỉ uống 3 chai thôi, bởi vì lúc đấy chúng ta đã quá mệt rồi. Và phần thứ hai là người ta uống bia xong để người ta tâm sự với nhau, chứ không phải uống bia xong để đánh nhau, và không phải uống bia xong để gọi là để say ạ. Em thấy không? Nó có những cái văn hóa vậy. Vậy thì khi mà chúng ta muốn thiết kế cho một cái sản phẩm, về một cái poster cho một cái nhà hàng đấy mà chúng ta đếch hiểu về văn hóa nó thì tôi nghĩ rằng là bạn sẽ không bao giờ in đích được. Các bạn đồng ý tôi không ạ? Ok, chúng ta là sinh viên nhưng mà vấn đề là chúng ta vẫn tiết kiệm được một cái khoản tiền đó để đi ăn một cái món ăn thật là xịn sò. Ngon này nhé, tôi đảm bảo cho bạn biết, bạn sẽ có cách nhìn khác đấy. Nha. Đúng không ạ? Hồi xưa sinh viên tôi đã từng rủ bà xã tôi là đi ăn bò rồi. Có nghĩa là mình không có nhiều tiền đâu, nhưng mà rủ vào viện gớt ăn rồi. Ăn một lần xong hôm đấy là coi như là thôi treo niêu cả tháng, không sao à. Nhưng mà khi mà mình làm cái gì thiết kế thì mình cũng có cái cơ sở để mình nói được. Cũng giống như về sau là tôi đi làm một số cái nhận diện thương hiệu cho nhà hàng, ví dụ bò tơ Tây Linh em. Đó thì ít nhất tôi cũng phải đến đấy tôi ăn để cảm nhận cái không gian nhà thì tôi mới thiết kế được, chứ không phải là ôi anh cứ đưa ảnh cho em lên em lên là ngon ngay, không có chuyện đấy đâu các bạn nhớ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại bên gradient một tí này. Tại sao tôi lại học chắc bố cục? Bởi vì khi bạn chắc bố cục đấy thì cái quái gì bạn cũng làm được. Ví dụ bạn thích cái banner, có cần bố cục không các bạn? Mà các bạn có thấy là bố cục của chúng ta chỉ có loại bố cục trong khung không ạ? Có thấy bố cục trong khung không? Vậy thì bố cục trong khung thì các bạn có thấy rằng là bố cục của chúng ta là bố cục hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình lượn sóng không ạ?
rồi hình có thể hoàn toàn là vần không ạ, chỉ có từng lấy loại thôi. Và chúng ta có thể áp dụng cho tất cả các loại ngành nghề khác nhau, từ đồ ăn đến thời trang đến gì bất động sản, có lại bố cục trong khung không ạ? Rồi đến bao bì nhãn mác có thiết kế bố cục trong khung không ạ? Vậy thì các bạn cứ xem cái mặt trước của sản phẩm luôn luôn là bố cục của một thiết kế, giống như một cái banner, nó giống như một cái poster, đúng chưa? Còn hai bên nó chỉ là cái gì ạ? Là ghi rõ thông tin thôi, nếu em làm bao bì nhãn mác, đúng không ạ? Có nhiều người khi làm ra một sản phẩm có thể là khi học ở trong một cái trường đại học thì thường là các cô giáo luôn luôn khuyến khích cái sự sáng tạo và rất mong muốn các bạn sẽ làm ra một cái sản phẩm gì đó bao bì nhãn mác thật sự là sáng tạo luôn. Nhưng mỗi tội là khi mà làm ra như vậy thì giá thành nó cao quá, mà giá thành cao quá thì vậy thì ai bán đi được ạ? Chứ chưa nói là đối thủ cạnh tranh của chúng ta đang thấp hơn mình nhá. Vậy thì bạn nghĩ rằng bạn bán được không, đúng không ạ? Nó có nhiều yếu tố lắm, nên là cái người thiết kế của chúng ta, nếu mà chúng ta thấu hiểu được điều đấy thì chúng ta sẽ phải làm sao bàn bạc với đội dân, với nghiên cứu thị trường, bàn bạc với giám đốc, chúng ta đầy đủ kinh nghiệm thì chúng ta mới làm được điều đó. Còn nếu không thì chúng ta chỉ là mày làm cho tao cái này phát là làm luôn, chả có ra ý kiến gì cả, đúng không ạ? Nên cứ bảo sao mà chúng ta lương chúng ta không được cao vì thế, bởi vì đấy là sẽ có những người thiết kế lương rất thấp, bởi vì họ chỉ làm theo cách của người khác thôi, chứ không phải là tự mình có kiến thức thực sự. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi vậy thì lúc này tôi sẽ chọn vào phím G nhé các bạn nhìn nhé. Tôi cũng không bao giờ kéo từ gradient từ hai điểm ra gần nhau, đúng không? Đây là hình tròn mà. Vậy thì tôi sẽ đặt tâm sáng từ ngường, tôi hay đặt nhỉ. Lý do rất đơn giản là từ trái qua phải, và bên này thì tôi có thể đặt là sản phẩm và bên này tôi có thể đặt là logo, đi từ trái qua phải, tôi luôn luôn là như vậy. Các bạn hiểu cái này chưa? Còn tất nhiên là có nhiều ông lên trên mạng chém gió khủng khiếp luôn, nhưng mà mỗi tội là trải nghiệm thực tế thì cực kỳ là con rùa, chả hiểu tí gì luôn. Rồi sau khi bạn đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta đã có được cái gradient một màu rồi. Thì bây giờ chúng ta có thể tạo ra gradient nhiều màu không? Ok, tôi sẽ cầm đây, tôi sẽ kéo xuống đây một tí bằng phím Alt. Các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái phần giải chuyển màu của tôi từ đỏ đến cam như thế này này, các bạn nhìn thấy chưa? Và chúng ta có thể thêm một điểm nữa ở dấu đây thì nó xuất hiện một cái mũi tên là dấu cộng. Có nghĩa là khi bạn tích vào đây một cái thì nó sẽ thêm một cái dấu cộng cho các bạn. Và thêm một dấu cộng cho các bạn thì bạn có thể được quyền chọn cho tôi một cái màu. Có đúng không ạ? Ok, cũng tương tự như vậy, chúng ta tích vào đây một cái nữa thì chúng ta có thể tạo ra một cái xanh. Rồi chúng ta tích vào đây một cái nữa thì chúng ta sẽ chọn một cái màu xanh nơ như thế này. Nhưng đẹp hay xấu thì cũng phải kiểm nghiệm. Và để muốn có một cái đẹp thì tất nhiên là chúng ta cũng phải đi kiếm một cái màu xanh đỏ tím vàng nó đã có sẵn trên thị trường mà nó làm rất đẹp, đúng không? Đúng không? Hồi xưa tôi thi vào trường ấy, tôi thề cho bạn biết là riêng bài màu đẹp đi ôn ấy, thường thường những người nào mà ôn thi về đại học ở các trường kiến trúc, đại học mở hoặc mỹ thuật công nghiệp thì ông nào mà hình họa giỏi ấy nhá, hình họa giỏi đấy thì màu cực kỳ tệ luôn. Và ngược lại, nếu ông nào màu giỏi thì hình họa lại tệ. Nên chính vậy mà chúng ta mới biết rằng là khi mà tôi học màu ấy, tôi sẽ học theo cái tôi thấy một cái bài màu của bạn ấy đứng đầu lớp, ok, tôi có thể chụp ảnh tôi mang về và tôi sẽ nghiền màu theo bài của bạn ấy. Thế xong, bởi vì đi thi là tôi đi thi theo tủ ạ. Tại vì một tháng để chúng ta ôn từ quê lên trên thành phố để đi thi thì chỉ có học tủ thôi à. Chứ còn gấm là tại sao màu này đứng gần màu này nhau, rồi tại sao màu đẹp rồi sáng tạo ra màu thì thôi, cái đấy nó quá rủi ro, tôi không chọn cái phương pháp đấy. Và lúc đó tôi chỉ cần lực trong cái giá trị là học sơ bộ về bố cục, và phần thứ hai là keo màu phải cực kỳ nét, nét căng luôn, nét như đi. Thế là thi vào thì chắc chắn sẽ được 7.5 đổ lên ạ. Tôi đang nói 7.5, đấy là một trong những cái mẹo thi ạ. Bởi vì hồi xưa tôi là người đã từng mở nò thi rồi ạ. Nha. Nào, sau khi mà các bạn nhìn vào cái đây thì gradient của chúng ta như này, và chúng ta có thể chọn vào gradient theo hình tròn. Và tất nhiên gradient chúng ta có thể kéo ở các vị trí khác nhau. Và các bạn nhớ một điều rằng là ở đây chúng ta có nhiều khác nhau thì cũng có nhiều cái hay. Ví dụ đây là một thể loại, và chúng ta có thể tích một cái biểu tượng chữ. Tại sao chúng ta lại bảo là cái màu này nó cũng hay? Ok, chúng ta sẽ cầm một chữ kéo vào đấy, chúng ta đặt thẳng lên đây, hãy chọn cho nó một cái phông chữ. Ví dụ tôi chọn là phông chữ nó như thế này, và tôi có thể bỏ cái này đi, đúng không? Và lúc này chúng ta hãy quay trở lại với bài toán đầu tiên hồi xưa chúng ta vừa học, đó là gì? Biến cái chữ này coi như là cái khúc. Và cái gradient thì nó lại là cái gì ạ? Là cái ảnh. Vậy thì có phải ảnh nằm dưới khung không ạ? Chúng ta chỉ cần quét qua cả hai
và chúng ta ấn vào lệnh đó là Ctrl số 7 thôi, thì các bạn sẽ thấy là cái ảnh chữ của tôi có một biểu tượng hiệu ứng, đó là chuyển sắc. Và trong một số trường hợp thì tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái màu mà để cho các bạn có thể quảng cáo cho một dòng về sơn, quảng cáo cho phim ảnh, quảng cáo cho máy ảnh, có thể dùng chữ phong cách như này được. Đấy, ví dụ thôi nhá, tôi đang nói một ví dụ thôi ạ, chứ không phải là chữ này mà mình áp dụng được đâu ạ. Nhá, tôi thấy các bạn có rất nhiều người dạy về học về chữ, nhưng mà để muốn chữ mà áp dụng với thực tế thì tôi thật sự bạn biết là khó, đẹp lắm. Vẽ chữ riêng biệt thì đẹp, nhưng mà để muốn tạo ra một cụm chữ đẹp mà theo liền với văn hóa, theo liền với cái giá trị mà sản phẩm, thì thực sự là đấy là câu chuyện khác nhau. Và phần thứ hai là họ phải vượt qua được một rào cản nữa, đó là gì? Phải thay đổi tư duy của người dùng nữa cơ. Tư duy người dùng là gì? Nếu người ta là người mà đi từ quê lên mà bạn vẽ hiện đại quá thì cực cực. Không phải chọn cái phông này cho anh, phông này của anh quen thuộc rồi. Đấy, em có làm được điều đấy không? Khó đúng không? Thì đấy mới gọi là giá trị. Khi bạn đã thể hiện bạn là người có kinh nghiệm thì khách hàng luôn luôn tôn trọng bạn. Và trước khi một sự thay đổi nào đó yêu cầu bạn thay đổi màu, thì người ta luôn luôn hỏi bạn một câu là: em ơi, thì nếu mà anh cho màu này thì em xem có được không? Em ơi, nếu mà anh cho bố cục như này thì em xem có được không? Chứ không bao giờ phải nói một câu rằng là: em ơi, thay màu cho anh đi. Em ơi, bố cục này em nên làm như này, tốt hơn. Vậy thì lúc đấy chúng ta là người thiết kế hay là họ là người thiết kế? Nó tùy thuộc vào kiến thức đấy. Nên có rất nhiều ông này cứ bảo là: thôi mình phải tôn trọng khách hàng, quan trọng khách hàng nó duyệt thôi. Đấy là lời của những cái ông mà không có kiến thức đấy, thuyết phục được khách hàng thì mới nói cái câu đấy thôi. Chứ có những người, người ta nói xong người ta vẫn thuyết phục được khách hàng như bình thường, mà theo cái cách của người ta đấy ạ. Nên em biết không, đến một công ty, ví dụ thì cái công ty ở bên mỹ thuật, có công ty Hexagon là vừa làm về đồ họa vân, vừa làm về gì, thiết kế về in ấn, vừa thiết kế về nội thất, có hết. Nhưng tại sao ở đấy cực kỳ đông về thiết kế, nhưng chỉ có số làm được thiết kế thật chỉ từ đứng đếm trên đầu ngón tay thôi. Nên các bạn nhớ một điều rằng là khi mà chúng ta học xong thì chúng ta luôn luôn phải đọc thêm, xem nhiều vào, thì sau này chúng ta có kiến thức thì chúng ta mới làm tốt được. Ok, vừa rồi thì tôi đã chia sẻ cho các bạn về gradient của tôi là một màu, nhiều màu. Và tiếp theo nữa thì tôi sẽ chỉ cho bạn nữa, đó là thư viện của gradient. Các bạn ghi đi, thư viện của gradient. Để muốn biết được gradient của thư viện của trong AI, chúng ta có cả ở chỗ nào thì chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là bảng màu. Tôi cũng không hy vọng rằng đây là một trong những cái thư viện tốt, và hy vọng rằng bạn cũng dùng nhiều không. Chưa bao giờ tôi dùng nhiều như này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng quyển sách ở dưới đây, nó tôi kéo từ trên xuống dưới, thì các bạn có nhìn thấy chữ gradient không ạ? Với cái gradient này bạn cứ chọn một cái đi. Bảo thế vậy cái đấy là cái gì? Không cần quan tâm. Bởi vì một ngày nào đó mà bạn dùng nhiều đấy, thì tôi đảm bảo cho bạn biết là bạn dùng chỉ cần cảm quan, bạn nhắm mắt lại bạn vẫn có thể biết là năm chuột bao nhiêu lần thì sẽ xuống đúng cái vị trí mà của gradient bạn thích. Bạn có đồng ý đâu không ạ? Bạn không phải dùng là một tháng đâu, mà bạn đã dùng cả cuộc đời của bạn nếu mà bạn theo đồ họa, thì làm sao mà năm chuột được. Các bạn đồng ý đâu không ạ? Chứ còn nếu mà chúng ta mới chỉ học thì tôi đảm bảo cho bạn biết kể cả Tết về thì chỉ cần mất một tháng thì coi như bạn quên gần hết. Cứ xem mới học nhá. Nào xuống đây, tôi sẽ chọn vào đây. Các bạn nhìn thấy gradient này chưa? Đây là gradient có sẵn. Và tôi thích vào đây thì tôi chọn màu. Đấy, bạn thích màu gì nên chọn. Và tất nhiên là sau khi chọn xong thì chúng ta có thể thay đổi được không? Thì thay đổi được bình thường. Có nhìn thay đổi được bình thường không ạ? Đó nha. Rồi, nếu bạn thích gradient này thì bạn giữ lại, còn không thích thì làm sao? Lách quá. Đấy, gradient nhiều màu thì có phải tích vào đây phải nhanh không? Tích vào đây có phải nhanh không? Ừ, đúng rồi. Thì có phải cái gì cũng dễ ăn đâu. Nên là tôi nói cho bạn biết, không phải cái gì miễn phí trên mạng cũng ngon đâu. Tại sao bây giờ rất nhiều công ty mà người ta vẫn bán sách ở mầm, mà rõ ràng bảo ui cái này trên mạng có hết mà, ông nói phép. Tại sao bây giờ bán sách nó vẫn ngon thế? Vậy thì có những kiến thức không phải nó cho miễn phí đâu ạ. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi, ok. Tiếp theo, các bạn nhìn này, đây là những cái gradient để chúng ta có thể lựa chọn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, không thích thì lách qua, rất là nhiều loại. Nhìn thấy nhiều loại không ạ? Nhiều loại kinh khủng. Trong đây là có cả gradient màu bạc này các bạn.
đúng không? Được gradient màu bạc để làm gì ạ? Để bạn làm ra những sản phẩm logo màu bạc, đúng không ạ? Ví dụ Cantonor, chúng ta chọn vào OE và chúng ta chọn vào logo. Sau đó thì logo thì nó sẽ từ ví dụ logo DT đây ạ. Và sau khi logo xong thì tôi sẽ chọn vào đây là logo mà tôi đã làm cho một khách hàng bên trong miền trong đây ạ. Sau khi làm xong thì tôi chỉ việc chọn vào đây Ctrl C và sang cái file thiết kế này tôi sẽ đặt vào đây. Và các bạn nhớ một điều rằng khách hàng cực kỳ thích là logo mình bằng vàng, logo mình bằng bạc, thích đấy, thích. Sau khi làm xong tôi đã chọn cho bạn xem một cái sản phẩm như sau. Tôi sẽ chọn một cái gradient bình thường là màu đen trắng. Sau khi chọn đen trắng xong thì tôi sẽ chọn cho nó một cái hiệu ứng của nó là bao nhiêu phần trăm nhỉ? Đây ạ. Tôi sẽ đẩy lên 100%. Phần thứ hai nữa là cho xuống dưới tất cả thì các bạn sẽ nhìn thấy gradient đấy. Các bạn thấy không? Gradient trắng này trông đẹp không? Đấy, có rất nhiều người chơi trò này. Nhưng mà chỉ chơi thôi chứ còn đếch biết, không quan tâm. Dùng rất là bản năng, đúng không ạ? Đây. Thì các bạn nhìn này, lúc này tôi sẽ cần chọn vào đây là màu đậm. Tôi sẽ chọn vào đây, tích vào một cái màu đậm rất là đậm nha các bạn nhớ nha. Tôi sẽ chọn một cái màu đậm như này. Sau khi làm xong cái màu đậm này xong, các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn vào đây. Đây, tích vào đây một cái, chọn vào đây một cái màu đậm. Sau đó bạn tích vào sang bên này, sau đó thì bạn sẽ tích vào bên màu này cho tôi. Và màu này tôi sẽ chênh hơi độ một tí thôi. Và sau khi làm xong tôi sẽ chọn là hình tròn, đây là cái hình của tôi. Thì các bạn có thấy là nó rõ chưa? Đúng chưa? Rõ rồi. Và thứ hai nữa là gì ạ? Tất cả những đối tượng chữ này của tôi là logo này, các bạn nhìn logo thì tôi sẽ quét qua đối tượng này và tôi sẽ thực hiện một thao tác như sau, đó là cắt dao bằng công cụ Shift F7. Chúng ta chọn vào Pathfinder, Shift F7 rồi Pathfinder và đây là có lệnh là dao nó trở thành một. Và sau khi trở thành một như này thì bạn sẽ nhìn thấy tuần Shift F7, các bạn nhìn này, đây là hình của tôi đây. Và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái viền của tôi là đâu ạ? Ồ, mất nét. Đây ạ. Cái này là viền. Các bạn nhìn thấy viền chưa? Một đối tượng logo mà khi bạn làm nhau như này thì cái này là viền thì bạn phải biến viền trở thành đối tượng thường. Thì bạn có thể ghi cho tôi một cái lệnh như sau là cách biến viền của đối tượng trở thành cái gì ạ? Trở thành đối tượng như sau. Nào, các bạn sẽ chọn qua Object, các bạn sẽ chọn qua Pattern Transparency, các bạn sẽ chọn cho tôi thêm cái này. Thì đây là một trong những cái lệnh là biến viền của đối tượng trở thành đối tượng. Và đã trở thành đối tượng như này thì bạn sẽ nhìn này, Tuấn ở đây một cái, Tuấn ok, Alpha, chọn một kênh Alpha nhá, chọn Alpha. Sau khi chọn Alpha xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái vấn đề là ok là xong rồi. Thế là cái đối tượng của chúng ta trở thành đối tượng rồi. Tiếp theo, toàn bộ đối tượng này của chúng ta sẽ thực hiện một thao tác là tôi gắn nó trở thành một bằng cách tôi quét qua. Quét qua tất cả nhá, nhìn không ạ? Để muốn gắn đối tượng trở thành một là những đối tượng rời nhau mà trở thành một thì còn nhớ bài hình vuông trong cái phần bài 1 tôi làm cho các bạn không ạ? Thì chúng ta chọn qua Object và chúng ta chọn vào Contour Path và chúng ta chọn vào Ctrl số 8. Ctrl số 8 là chính là gắn tất cả những đối tượng rời nhau trở thành một đối tượng thôi ạ. Gắn tất cả đối tượng rời nhau và trở thành một. Xong chưa? Còn nó giống như group vậy? Không, group khác chứ. Group em tách ra. Và group, nếu em làm group thì em lại không cho ảnh chui vào group được. Còn đây là những đối tượng rời nhau nhé, nó cách xa nhau nhưng nó biến thành một thì có phải là cho ảnh chui vào được không ạ? Còn nhớ mấy cái bài hình vuông tôi gửi cho bạn chưa? Đúng không? Rồi, sao em? Cho được, có rời ra nhưng mà nó lại là hình thức là cho, có thể cho ảnh được vào. Nó giống như là một đối tượng bình thường. Còn group thì không. Group em cho chui vào nó không vào được. Nó chỉ chui vào một cái thôi.
Các bạn hiểu không ạ? Ok, và tôi tích vào đây một cái thì các bạn sẽ nhìn thấy. Sau khi làm xong thì cho vào thành một rồi thì tất cả những cái này nó đều theo một màu. Và sau khi trở thành một màu xong thì các bạn còn nhớ cái gradient này của tôi không ạ? Tôi chỉ cần chọn phím Y ngắn, tôi chỉ sang đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã có một cái gradient. Nhìn có gradient chưa? Sau khi đã có gradient xong thì tôi sẽ cần chọn vào đây. Tôi sẽ chọn vào phím G, tôi thay đổi chiều từ trên xuống dưới như này thôi. Đây cũng chỉ là một cách rồi. Các bạn nhìn cái này của tôi chưa? Thế là tôi đã làm xong cái màu, màu gì ạ? À? Màu bạc. Nhưng để muốn có một cái màu vàng thì chúng ta bằng cách nào? Thì các bạn nhớ một điều rằng lên trên mạng và bạn search cho tôi mấy cái biểu tượng gradient theo kiểu vàng gold ấy là được rồi. Đây, các bạn sẽ chọn vào cửa sổ E cho tôi. Tôi sẽ chọn vào một biểu tượng là có một cái thư viện sẵn. Ví dụ chúng ta cho chọn vào đây. Giảm cân. À, đây là một thương hiệu của cái bạn sinh năm 1992, thương hiệu D7. Dưới của bạn ấy có cực kỳ nhiều đại lý sinh năm 1992 giỏi khủng khiếp luôn. Trẻ tuổi, tài cao. Đây ạ. Bạn chỉ cần tích đúp vào đây cho tôi phát thì ngay tức nó sẽ ra cái phần giải nén để cho các bạn, thì các bạn chỉ cần chọn vào đây thôi. Tích đúp vào đây. File này là file download trên mạng ấy, không phải là file tôi làm đâu. Và bây giờ bạn thích gradient nào thì đấy là việc của bạn thôi, bạn chỉ cần chọn vào đây, Ctrl C. Sau đó sang file thiết kế, nhàn chưa? Ctrl V. Sau khi làm xong màu bạc xong thì tôi sẽ phải làm thêm một cái màu đồng. Em biết tại sao không ạ? Bởi vì logo của chúng ta có bạc, vàng, đồng. Hoặc là có thể làm biểu tượng là logo có thể nằm trên biển quảng cáo. Em biết logo biển quảng cáo không ạ? Người ta có hay cắt bằng BK không? Người ta hay cắt bằng đồng không? Hay cắt bằng bạc không ạ? Đấy, mình phải giả định như vậy đấy. Rồi bạn có làm logo dạng huân chương huy hiệu không ạ? Phải làm hết đấy nhá. Thì đấy là nhận diện thương hiệu mà. Lúc này các bạn chỉ cần quét qua cái biểu tượng này. Và lúc này chúng ta sẽ chọn phương pháp là Y ngắn chỉ thẳng vào đây. Y ngắn chỉ thẳng vào đây. Thế là từ khắc là chúng ta lấy được cái màu đồng. Đấy, vàng đồng đấy, ok. Sau khi làm xong cái này nha các bạn nhìn này. Sau khi làm xong cái này để muốn tạo sự sâu sắc cho nó và có độ nhấn hơn, chúng ta chọn vào đối tượng này, chọn vào biểu tượng là Effect. Chúng ta chọn vào Style và chúng ta chọn vào Drop Shadow, cũng là tạo ra một cái bóng ở dưới nó. Bởi vì một sản phẩm của chúng ta ngoài cái giá trị gradient xong thì nếu nó có bóng thì nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ tốt hơn. Đấy, thế thôi. Tôi thường thường hay làm cái này. Và sau khi tôi chọn xong thì các bạn có nhìn cái bóng này của tôi không ạ? Và bóng thì không phải cái gì cũng đen xì đâu nhá. Các bạn nhớ có những lúc tôi sẽ chọn là 30, có những lúc tôi chọn là 50 và có những lúc thì tôi chọn 100. Nhưng trong trường này tôi có thể chọn là 40% này, cái Enter này các bạn nhìn đúng không ạ? Ok, nếu này các bạn sẽ nhìn thấy nó có chiều sâu hơn so với phiên bản là không có bóng. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đấy là cách. Rồi, vậy thì sau khi mà đã hiểu về cái gradient rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có thể tận dụng từ cái những thư viện từ bên ngoài vào, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về gradient thứ hai, đó là cách làm cho một tấm ảnh chuyển lên vào nền. Các bạn ghi đi, cách làm cho một tấm ảnh chuyển lên vào nền như sau. Để muốn làm cái điều này thì chúng ta sẽ có một cái ví dụ. Tôi sẽ chọn gradient là từ trái qua phải và tôi chọn cho nó một cái màu tích đúp vào đây. Tôi sẽ chuyển từ một màu xanh tích đúp vào đây, tôi sẽ chọn sang một cái màu hồng. Nha các bạn nhìn này ạ, tích đúp vào đây chúng ta sẽ chọn xanh. Rồi tích đúp vào đây tôi sẽ chọn là hồng. Sau khi làm xong tôi sẽ chọn phím G và tôi kéo từ trái qua phải theo kiểu hình như này. Đấy không ạ? Để muốn làm cho một tấm ảnh chuyển lên một nền thì các bạn sẽ chọn vào File, rồi bạn chọn vào phần Place cho tôi. Trong cái phần này các bạn hãy chọn cho tôi đến ổ F. Chúng ta chọn vào phần thư viện ảnh. Chúng ta sẽ chọn đến một cái D. Thì trong đây thì các bạn biết rồi, thì ở đây nó có một cái biểu tượng là một cái người cô gái có thể cầm cái biểu tượng như này chẳng hạn. Đó, các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Tôi có thể đảo cái gradient này này bằng phím G và tôi sẽ thay đổi lại màu hồng phía trên. Được không ạ? Như này nhá. Thì theo thông lệ bình thường thì các bạn có đồng ý với tôi rằng phải ngồi, chúng ta phải cắt cô gái làm ạ?
lâu lắm, vất vả lắm, không, không chơi trò đấy được. Vậy thì để muốn làm cho ảnh này này chuyển ấy vào nền giống như trên Photoshop ấy, nó có cái mặt lẻ ấy, thì đầu tiên các bạn ghi cho tôi nhá, nào, để muốn làm cho ảnh chuyển vào nền, êm vào nền, bước 1 bạn chọn vào hình, bước 1 bạn chọn vào hình, được chưa? Bước 2 chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng của hai ô tròn. Có nhìn thấy hai cái ô tròn không ạ? Transparency chỗ này này, hai cái ô tròn lồng vào nhau. Đấy, lồng vào nhau, nhìn thấy chưa? Ghi rõ nha. Bước 2 chọn vào đó. Bước 3 là các bạn sẽ nhìn thấy là bên cái ảnh của chúng ta nó có một cái ô tiếp theo này này. Các bạn nhìn thấy bước 3 chưa? Bước 3 là chúng ta sẽ tích đúp vào ô gần cái ô ảnh đó. Bước 3 là tích đúp vào ô gần cái ô ảnh. Nào, tích đúp nhá. Nào, tôi tích đúp cho bạn xem nào. Nhìn này. Và sau khi tích đúp xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là làm sao không có nhìn được ảnh nữa. Bởi vì lý do cái này nó rất là giống trong Photoshop gọi là mặt nạ màu đen. Mà mặt nạ màu đen thì có nhìn được hình không các bạn? Không nhìn được hình. Nên chính vậy mà bạn sẽ bỏ cái clip đi để trở thành mặt nạ màu trắng. Các bạn ghi đi. Bỏ clip để nhìn được hình, hay được gọi là đưa đối tượng về mặt nạ màu trắng. Ok. Đây ạ, sau khi ghi xong thì các bạn để ý màn hình trước giúp tôi này, tôi sẽ ấn vào đây cho các bạn. Thì các bạn có nhìn thấy hình của tôi chưa? Và các bạn nhớ một điều rằng bây giờ chúng ta phải thống nhất là giống như Photoshop thôi. Nếu mà mặt nạ màu đen thì dùng với hình màu trắng vẽ trong nó thì sẽ hiện hình. Còn nếu mà mặt nạ màu trắng thì dùng với hình màu đen để làm cho cái hình nó thủng đi. Có đúng không ạ? Bây giờ tôi hỏi bạn nhé, tôi đang ở trong mặt nạ hay ngoài mặt nạ đây ạ? Ok, các bạn có nhìn thấy cái viền xanh nhỉ của tôi không ạ? Tôi đang ở trong mặt nạ đấy ạ. Nha. Nên là nhiều người bảo là ôi thế vậy thì em có thể vẽ cái hình ở bên ngoài này không ạ? Không có màu. Các bạn có thấy có màu không ạ? Các bạn có thấy có màu không? Bởi vì tôi đang vẽ trong mặt nạ thì phải vẽ vào đúng chỗ nhá. Hiểu không ạ? Nên nếu trường hợp nào mà các bạn vẽ mà không có ra màu để kiểm tra ngay là chúng ta đã thoát khỏi cái mặt nạ chưa? Ok, chúng ta bắt đầu nè. Sau khi làm đến bước số 4 là gì ạ? Bỏ clip để nhìn được mặt nạ thì bước số 5 chính là vẽ một hình to hơn hoặc là bằng cái ảnh. Bước 5. Vẽ một hình to hơn hoặc bằng. Đây ạ, tôi vẽ ra như này nhá. Nhìn vẽ này chưa? Thì có phải to hơn hoặc bằng, buông tay ra thì các bạn sẽ nhìn tấm ảnh của chúng ta bị sao ạ? Nó bị mờ đi. Bởi vì lý do là cái chúng ta đang bị áp dụng cái lệnh gì ở trong cái hình đấy là đang là cái gì đây? Là gradient từ màu xanh chuyển sang màu hồng. Mà màu xanh chuyển sang màu hồng thì nó là dạng sắc độ ghi, nên là toàn bộ tất cả ảnh của chúng ta sẽ bị mờ. Các bạn hiểu cái này không ạ? Rồi, vậy thì chúng ta quay trở lại giống như là cái giá trị trong Photoshop thôi, là gradient mà áp dụng cho cái mặt nạ tốt nhất, đó là gradient đen trắng. Vậy thì bạn đang chọn vào hình nó đang là gradient màu không ạ? Muốn trở đen trắng thì có phải trở về bảng màu thì chỗ này có phải là đen trắng không các bạn? Bạn tích vào đây phát là ăn ngay. Các bạn thấy nào? Đây, nó đi từ trái qua phải đây. Đây ạ. Các bạn nhìn thấy này chưa? Thì có phải màu đen của chúng ta nằm chỗ này không các bạn? Màu trắng chúng ta nằm chỗ này không ạ? Đây, tôi ấn vào phím G cho bạn xem. Có nhìn thấy màu đen chúng ta chỗ này không ạ? Màu trắng chúng ta chỗ này không ạ? Màu đen làm cho hình chuyển êm vào nền, làm mất hình. Màu ghi ở chỗ này thì làm cho ảnh mờ đi thôi. Còn màu trắng để giữ nguyên hình đúng không ạ? Vậy thì tôi có thể kéo lại gradient để làm sao nó không bị vệt nhai được không ạ? Ok, thử nhá. Tôi sẽ kéo này, giữ G tôi kéo này nha. Đó, bạn thấy chuyển êm vào nền chưa? Lý do tại sao? Chỗ này đang là màu gì? Đen. Chỗ này đang là màu trắng, chỗ này giữ nguyên hình mà. Nhưng không bao giờ cái màu trắng này vượt quá ra ngoài nhá. Ví dụ tôi vượt quá như này nhá, xin lỗi các bạn là lại có vệt. Bởi vì chỗ này là màu gì? Chỗ đúng, chính xác. Nên người ta chỉ kéo từ mép ảnh trở lại thôi à.
có hiểu đoạn này không? Còn nếu mà vượt quá mép ảnh thì lúc đấy nó lại là màu ghi. Mà màu ghi thì có phải là tự nhiên là nó sẽ là chỉ là mờ hình không ạ? Mà mờ hình chỗ đấy thì có phải nhìn xuống đoạn dưới nó bị không khớp nhau không các bạn? Nên đây là một trong những giá trị sau khi làm xong cái này thì tôi chỉ cần thoát khỏi lệnh. Bước cuối cùng là ấn vào thoát và dứt lệnh. Thoát và dứt lệnh. Xong rồi. Bước cuối cùng là thoát và dứt lệnh. Lúc này tôi đã làm cho một tấm ảnh chuyển vào nền rồi đấy ạ. Xong chưa? Rồi. Sau khi làm xong, bây giờ chúng ta tiếp tục đến phần thứ hai của chúng ta được cần xử lý, đó là gì ạ? Tôi cần một cái background. Thì tôi sẽ chọn vào tấm ảnh này, tôi có thể ấn vào biểu tượng là Ctrl-C và Ctrl-F là copy lên phía trên và tôi kéo từ dưới lên trên để nhảy, đúng không? Các bạn có nhìn thấy cái biển này của tôi không ạ? Lúc này tôi có thể chọn vào phương thức này và dùng cái phương thức là chọn vào hòa trộn làm sáng ảnh. Thì các bạn có thấy tự nhiên tôi làm sáng ảnh được không ạ? Ai cũng biết cái này. Nhưng mà lúc này tôi áp dụng từ Photoshop tôi chuyển sang. Rồi cái này bạn ạ. Thấy bây giờ mình có thể làm cho nó chuyển động được không ạ? Cho nó mềm mại được không ạ? Có những người thì theo đường cong, có những người thì theo lượn sóng hay gì đó, tùy, đúng không ạ? Thì mọi người đã biết cái lệnh là Shift C là bẻ cong rồi đúng không ạ? Còn nhớ Shift C không? Shift C là bẻ cong một cách trực tiếp bằng công cụ pen. Bám trước này. Nên bạn biết tại sao mà chúng ta có thể làm nhuyễn không? Bởi vì chúng ta quá thuộc. Nhìn không ạ? Bẻ cong đó. Tự nhiên chỗ này là trở thành đường cong 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 vút này. Vậy thì có phải chọn vào công cụ Shift C và tích vào cánh tay đòn của nó trở về đường thẳng không ạ? Đúng chưa? Và lúc này sau khi làm xong thì các bạn có thể được quyền là bạn cầm, bạn kéo lên đây cho tôi. Bạn cầm, bạn kéo xuống đây cho tôi một tí. Thì có phải là bạn sẽ thấy được cái này không ạ? Đúng chưa? Điều chỉnh đường cong một cách rất là dễ dàng. Rồi bây giờ nhá. Vừa rồi tôi vừa dạy cho bạn một chiêu thức, đó là cách làm ảnh chuyển vào nền. Thì bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức là cách làm cho một hình chuyển lên vào nền. Một hình của tôi là cái gì? Là cái này đây ạ. Tôi muốn chuyển lên vào nền, là chỗ này tôi muốn sáng như chỗ này, chuyển lên vào nền thì có nghĩa là nó sẽ giống như cái nền gốc này. Có được không ạ? Tôi coi cái này như cái ảnh. Thì bước 1 lại chọn vào hình. Thay cho việc cái này đang chuyển êm từ trái qua phải thì cái này tôi sẽ làm chuyển êm từ trên xuống dưới được không? Đúng chưa? Mình phải làm dần dần nhá. Là bước 1 chọn vào hình. Bước 2 chọn vào transparency. Bước 3 tích đúp vào ô gần ô ảnh. Thấy mất hình không? Bước 4 bỏ clip để trở thành mặt nạ màu trắng và nhìn được hình. Bước 5 vẽ một hình hở to hơn hoặc bằng. Đây là to hơn hoặc bằng chưa các bạn? Và sau khi vẽ xong thì bạn hãy chọn cho tôi màu sắc nó là gradient gì. Nhìn thấy đang là màu gì đây? Làm thì phải nhìn nhá. Phải nhìn là cái gradient tôi đang chọn là màu gì đó. Ok, vậy thì tôi chọn ở đây là gradient đen trắng. Bạn nhìn lên tự nhiên chuyển lên vào nền một bên chưa? Bên này là màu đen nên nó mất hình. Bên này màu trắng là giữ lại hình. Nhưng mục đích của chúng ta là gì ạ? Chúng ta muốn chuyển lên từ trên xuống dưới cơ. Vậy có làm được không ạ? Chúng ta chọn vào phím G và chúng ta kéo từ trên xuống dưới này như này này. Đó, bạn nhìn lên nhá. Chỗ này sáng, chỗ này chuyển lên vào nền. Đấy ạ. Đây là cái điều mà tôi muốn làm cho các bạn xem này. Và sau khi làm xong tôi sẽ dứt lệnh và thoát lệnh. Các bạn thấy cái này không ạ? Sau khi đã có cái này xong, các bạn có đồng ý với tôi là tôi có thể ấn vào Ctrl-C và Ctrl-F. Ctrl-C, Ctrl-F là copy lên phía trên đúng không ạ? Mà khi copy lên phía trên thì cái này có cần nó sẽ sáng lên một độ không ạ? Đúng không ạ? Nè, Ctrl-C và Ctrl-F. Nè. Nếu chúng ta chưa vượt qua được một cái tư duy là chúng ta làm được hết tất cả những cái lệnh thì đừng bao giờ hòng rằng chúng ta có thể nhớ được tất cả các lệnh này. Trước tiên tôi muốn có nghề. Trước tiên tôi muốn giỏi tôi phải có nghề. Nên tôi thật cho bạn biết là nếu bạn là người có nghề thì bạn có đọc được bản vẽ của tôi không? Bạn ra ngoài đường bạn nhìn thấy một bản thiết kế bạn có đọc được không? Tôi đang nói cho bạn biết đọc là gì ạ? Có nghĩa là bạn nhìn một cái bản thiết kế, à cái này vẽ một hình vuông, à cái này vẽ gradient, cái này người ta dùng bằng pen này, cái này dùng bằng chữ này, cái này dùng bằng hòa trộn này. Tôi đảm bảo cho bạn biết là bạn đi làm là cái chắc. Còn nếu mà không làm được điều đấy thì xin lỗi, làm hơi khó. Có đúng không ạ? Chứ chưa nói còn có những khách hàng nó gửi thẳng trực tiếp là đây mày làm giống phong cách này cho anh. Đấy đọc được. Bởi vì sao? Trình độ của chúng ta nó là cùi quá. Ai chẳng muốn lười. Tôi muốn lười chết được. Tôi chỉ muốn chơi. Thề các bạn luôn. Nào, vậy thì tôi hỏi các bạn nha. Lúc này tôi kéo ra thì có vẻ có hai miếng không?
có phải kéo ra là có hai miếng không các bạn? Nhìn hai miếng chưa? Bây giờ tôi hỏi như bạn nhé, đây là một hình, tôi có thể chọn cho nó một cái màu. Nhìn thấy màu trắng nhỉ? Màu trắng của tôi chưa? Nhìn thấy màu trắng này, kéo các bạn. Thì có phải đây là mảng màu không các bạn? Có nhìn thấy mảng màu đây không? Nếu bây giờ tôi dùng Shift X thì sao? Thì có phải cái viền của chúng ta nhé, người ta đang làm một cái này nó đang áp dụng một cái chiêu thức là gì ạ? Làm cho cái miếng hình này chuyển lên màn hình. Vậy nếu mà tôi biến cái miếng này trở thành viền thì có phải cái viền nó chuyển lên màn hình là trên là sáng, dưới là chuyển lên màn hình bằng cái viền không? Đây tôi ấn vào Shift X cho các bạn xem. Nhìn này viền tôi chưa? Ok, thành viền rồi, bởi vì nó chỉ hiện thành viền mà. Vậy thì còn nhớ Shift X không ạ? Đấy, nên là chúng ta nói chuyện nhau, nói chuyện bây giờ là nói chuyện bằng thực hành đấy. Nhìn thấy cái viền tôi chưa? Và lúc này cái viền tôi phóng cho bạn xem. Sau này có độ khó hơn nữa thì bây giờ tôi muốn là làm thế nào để có phát sáng, làm thế nào để có một số thứ nữa thì tất nhiên là phải là RGB chứ không phải là CMYK. Bởi vì tôi đang dùng hệ màu là CMYK để in à. Đó các bạn biết tại sao mà cái máy Mac của chúng ta lại chưa chắc đã ngon bằng máy PC không ạ? Bởi vì các bạn làm máy Mac này cho cái gì cũng đẹp nhưng mỗi tội gửi cho khách hàng nó bảo ôi tại sao mày thiết kế tệ xấu thế. Bởi vì sau khi gửi qua máy PC nó sẽ xuống 2 độ đấy ạ. Các bạn hiểu cái này không ạ? Và cái sự xuống 2 độ đấy gửi cho thẳng công ty người ta thì công ty người ta đâu phải cả ai cũng có máy Mac đâu các bạn. Nên là xuống 2 độ, ôi tao thấy mày làm đẹp lắm mà tại sao hôm nay mày làm xấu điên thế này, ôi trời ơi. Nhưng mà khổ quá, mình có đâu có biết được cảm giác đấy đâu ạ. Nên các bạn có thấy không, nếu máy thì cùi đúng không ạ? Tất nhiên đấy là một sự giải thích gọi là cố gắng thôi. Nhưng mà các bạn có thấy là khi mà tôi làm đẹp thì tôi đảm bảo cho bạn biết là cái sản phẩm tôi lên trên máy Mac sẽ đẹp lên 2 độ. Bạn không tin bạn cứ làm xem. Nên chân kính 2 độ chắc. Đúng không ạ? Rồi, vậy đi. Tất nhiên chúng ta phải bản năng gốc là phải đẹp rồi đúng không ạ? Rồi, sau khi đã có được xong cái này thì tôi đã có được một cái hình. Và tiếp theo của chúng ta đó là gì? Có một cái sản phẩm, tôi chọn là file, rồi tôi chọn vào phần plate. Tôi kiếm một cái điện thoại, đoạn này nó hơi cao siêu một tí. Bạn có hai sự lựa chọn nha các bạn nhìn này. À, ví dụ chúng ta chọn đối tượng số 1, chúng ta chọn đối tượng số 2 và chúng ta sẽ paste thẳng vào đây. À, có nhiều người tôi thề cho bạn biết trò này cực kỳ vất vả. Đấy, quảng cáo điện thoại mà. Quảng cáo điện thoại, quảng cáo túi sách đều dùng chiêu này hết. Đấy, có thể để so le nhau một tí. Ok, cầm này cho. Ok, chúng ta đã. Nào các bạn có đồng ý tôi bắt đầu tôi sẽ lại chơi một chiêu thức như sau là cách làm cho đổ bóng đúng không? Chọn đối tượng số 1, ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C, Ctrl F là copy lên phía trên. Sau đó cầm đối tượng từ trên xuống, kéo từ trên xuống. Có phải đây là ra một đối tượng đúng không? Sau khi chọn đối tượng xong thì bây giờ chúng ta mới chiêu thức như sau là tôi lại chọn vào đối tượng. Bước 2, chọn vào transparency. Bước 3, tích đúc vào ô gần ô ảnh. Bước 4, bỏ clip để nhìn được hình ảnh. Bước 5, vẽ một hình vuông to hơn hoặc bằng. Và tất nhiên sau khi vẽ xong thì tôi phải chọn vào cái gì ạ? Gradient màu đen trắng. Và tất nhiên là không có viền nha các bạn nhớ nhá, không có viền đâu, chỉ có đen trắng này. Và lúc này cái gradient của các bạn có phải kéo từ trên xuống dưới không? Làm giống Photoshop. Nên là trình độ mà cao thì các bạn có thể làm bất cứ một cái thứ gì mà các bạn. Nhưng ở đây có một cái lỗi. Inút làm cái này phải là trình độ. Các bạn có thấy cái bóng của nó không giống như là Ctrl T xong rồi giữ Ctrl kéo lên thì nó đúng khít vào cái phần chân thôi. Đúng không? Thì cái bên tay phải các bạn sẽ dính ngay. Cái bên tay phải nó vát chéo nhảy làm nào được. Đúng rồi. Ok, tiếp theo tôi xử lý cho bạn xem. Nhìn này, Ctrl C và Ctrl F và chúng ta đẩy từ dưới lên trên. Wow. Điều ngay. Đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức nha, cách uốn làm sao mà từ cái này lên trên cái này được. Ok, các bạn ghi đi. Cách uốn đồ. Nắm điểm uốn đồ như là Photoshop. Nào. Bước 1. Bạn vẽ cho tôi một cái hình vuông đúng bằng chiều ngang của cái hình của các bạn.
Các bạn có nhìn thấy hình vuông thôi chưa? Và cái hình này phải nằm ở phía trên, còn ảnh của các bạn thì phải nằm ở phía dưới. Đấy, nó có hai nguyên tắc nha. Cái khung thì nằm ở phía trên, còn cái ảnh thì nằm ở phía dưới. Trên và dưới chưa? Thì cứ phải kiểm tra lại nè. Có nhiều người làm xong nhưng không bao giờ suy nghĩ. Tôi thấy bạn tôi đã dạy rất nhiều bạn rồi, nhưng mà người suy nghĩ khủng khiếp luôn. Có người nói như nào vẽ ra nhau, ôi em làm không được đấy, không hiểu sao ấy. Đúng không? Rồi, trên chưa? Các bạn nhìn thấy cái khung của tôi trên chưa? Rồi, bước thứ hai của các bạn đó là gì ạ? Riêng cái ảnh này của chúng ta phải không có đường link. Không có đường link có nghĩa là sao ạ? Khi tích vào đây các bạn có nhìn thấy gạch chéo, có nghĩa là đây vẫn còn đường link. Chúng ta phải cắt cái đường link này đi. Thì chúng ta ấn vào chữ embed. Embed chính là cắt đường link từ ổ. Nó có nhiều trò lắm, nói chung là. Xong chưa? Bắt đầu ấn nha. Và sau khi ấn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh của chúng ta không có gạch chéo nữa. Nhìn thấy không có gạch chéo chưa? Nào, để muốn cho ảnh này chui vào cái khung này thì bằng cách nào? Chúng ta chọn đối tượng số 1, chúng ta giữ shift, chọn đối tượng số 2. Chọn cả hai đối tượng cho tôi. Chọn cả hai đối tượng. Sau khi chọn cả hai đối tượng xong thì chúng ta chọn vào object, chúng ta chọn vào phần, chúng ta chọn vào Ctrl Alt C. Ctrl Alt C là cách ép một đối tượng theo một hình khác. Vậy trong trường hợp này đang ép theo hình gì đây ạ? Chữ nhật. Trò này nó không đơn giản như các bạn nghĩ đâu, bởi vì là sau này bạn viết một cái chữ mà bạn viết con cá thì nó sẽ ép cái chữ theo hình con cá được. Nhưng hôm nay tôi đang đưa cho bạn một ví dụ rất đơn giản là ép một cái hình ảnh theo một cái khung hình chữ nhật thôi. Nhá, ấn nhá, nhìn này, Alt Canc. Các bạn thấy là tự cái này chui vào chưa? Ủa chui vào như này thì có đâu có khác gì đâu ạ. À, ok, nhưng mà bạn cứ đọc xong đây đã tính sao. Các bạn có thấy nó giống như cái cũ không ạ? Vậy cho chui vào làm gì ạ? Nó khác nhau ở chỗ nào? Nó khác nó dùng được phím A các bạn. Nó khác là nó dùng được phím A. Thế thì này, chọn phím A này, thích vào đây điểm. Và cái này phím A này cũng có thể là đưa cái này lên được cơ. Đấy, nó khác nhau chỗ này đây ạ. Không tin cứ thử về mà ngồi nghịch xem có làm được nghịch được không nhá. Ok, nhìn này chưa? Rồi chúng ta đẩy cái này lên cho tôi một tí. Ok, chúng ta dịch lên một tí nữa. Rồi, sau khi đẩy cái này lên chúng ta sẽ đẩy lên một tẹo thôi. Xong. Các bạn có thấy nào? Chuẩn nào? Người ta gọi là bẻ cong ảnh trong cái nút đấy. Rồi các bạn về cứ thử bẻ cong xem có nút đấy không nhá, phải được bảo. Và sau khi đã tôi làm chuẩn rồi thì bắt đầu tôi lại chọn đối tượng số 1. Bước 2 chọn vào transparency. Bước 3 tích đúc vào ô gần ô ảnh. Bước 4 bỏ clip để nhìn hình ảnh. Bước 5 vẽ một hình vuông to hơn hoặc bằng. Và tất nhiên cái hình này thì tôi chọn là màu gì ạ? Gradient trắng. Và lúc này kéo từ gradient từ trên xuống dưới. Ok, sau khi làm xong thoát lệnh, chúng ta đã có được cái hình của chúng ta xong. Nhìn đúng không ạ? Rồi, sau khi đã làm xong, bắt đầu chúng ta chơi một cái trò nữa. Bạn nhìn cái này nha, hơi điêu chưa? Nên khi mà bạn làm ấy, mà trên Inut không thuần túy thì chắc chắn bạn sẽ dính những trường hợp này của tôi đấy. Có hiểu cái này không ạ? Nên chính vậy người ta mới sinh ra cái trò này tiếp theo, vẽ một cái hình đè lên nó. Được chưa? Rồi, vẽ hình đè nó rồi, nhưng mà hình này đã cắt đường link chưa? Cắt đường link. Rồi, hình này nằm trên hay dưới? Rồi, chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2, ấn Alt Canc, chui vào. Và sau khi chui vào xong thì chúng ta làm gì? Chúng ta chỉ việc uốn thôi. Đấy đúng không? Nào, đặt xuống nhá. Một tí cũng chúng ta cũng phải uốn này. Các bạn, chúng ta chọn vào công cụ phím A và chúng ta tích vào đây một điểm thì có phải cầm điểm này chúng ta dịch chuyển đến đây không? Chỉ có Inut làm trò này mới uốn được ảnh thôi ạ. Rồi chọn cả hai này cho xuống dưới, Ctrl hoặc vuông bên tay trái xuống dưới một tí. Và sau khi xuống dưới một tí thì bắt đầu mình người ta mới dùng công cụ pen tích vào đây một điểm, 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 tích vào đây một điểm. Biết làm gì không ạ? Đúng rồi, chính xác. Chúng ta chọn một cái bóng. Và cái bóng này thì thường thường chúng ta sẽ chọn là multi. Có thấy đậm không? Và bóng thì thường thường nằm ở đâu ạ?
Bóng nằm ở đâu à? Có phải nằm ở trên, vậy thì cho cái thằng hai thằng này lên trên được không ạ? À? Rồi, bóng thì nó phải nằm ở đâu? Đây là bóng đây à? Và cái bóng này thì các bạn có đồng ý với tôi là phải nhòe không? Chọn vào filter, effect, chọn vào blur, chọn vào gaussian blur. Đây là chỉ là tư duy suy ra thôi. Đấy, xong. Và tất nhiên là sau khi đã có cái này xong thì tôi sẽ chọn phương thức này, nhìn này. Tôi sẽ chọn vào một cái này nó rất nhẹ nhàng. Ví dụ tôi gõ vào đây rơi tầm khoảng 50%, 60%. Thấy chưa? Đấy, được rồi, bên này cũng tương tự như vậy. Tôi lại dùng pen vẽ từng tí một đây em. Ok, y ngắn chỉ thẳng sang đây, lấy cái màu này được không ạ? Rồi, sau khi làm xong thì tôi chỉ việc làm sao? Chọn vào cái khung này, chọn vào effect, chọn vào blur, chọn vào gaussian blur. Và tất nhiên là bạn có thể chọn cho nó cấp độ nó thấp hơn, chẳng hạn như này nó chỉ hơi tối thôi. Thế là chúng ta đã có được xong cái phần sản phẩm, đúng không? Rồi, tiếp theo, sau khi làm xong cái này xong thì bây giờ chúng ta sẽ chọn vào file, rồi chúng ta chọn vào phần plate tiếp theo lần nữa. Lúc này chúng ta sẽ có một cái sản phẩm, đó là một cái logo. Bạn nhìn thấy logo chưa? Đây là logo bằng ảnh PNG ở trên mạng. Nhưng mà trong một số thiết kế thì tôi muốn rằng là cái này nó phải là màu trắng cơ. Có được không ạ? Và để làm màu trắng thì riêng cái màu xanh này nó có một cái là sẽ học một chiêu thức là biến một cái ảnh của chúng ta trở thành gì? File vector. Nhưng với điều kiện là các bạn phải nhớ là cái ảnh này phải đủ lớn, có nghĩa là nó phải kích thước nó to ấy, thì bạn dùng chiêu thức này cho tôi. Còn nếu mà kích thước bé thì tuyệt đối không bao giờ dùng chiêu này, bởi vì ngay tức là cái logo của bạn sẽ bị sai. Các bạn hiểu cái này chưa? Cho nên là cho mà tất cả dân mỹ thuật cực kỳ thích, bởi vì nó liên quan đến việc đó là về áo thun. Biết về áo thun không? Bạn vẽ chi tiết bằng tay cho tôi một bản trên giấy thì bạn vẽ chi tiết mức nào thì tôi chỉ cần chụp cái bọt mà phát tôi đưa vào đây phát biến thành vector xong. Ngon không? Bạn muốn đi đồ lại một cái sản phẩm nào đó, ok, tôi không đồ bằng máy được thì tôi có thể in mờ ra và tôi đập giấy lên tôi vẽ lại. Tôi vẽ bằng bút chì của tôi mà vẽ bằng kỹ như vậy thì tí tôi chỉ cần chụp lại phát tôi chầy phát ra ngay. Nên thường thường dân mỹ thuật ở trong phần này có một lợi thế hơn là khi đi clone lại những cái sản phẩm áo của nước ngoài. Đây là chiêu thức nhé. Có nhiều ông bảo đồ lại bằng máy, toét mắt này. Nhưng mà đi bằng bút thì sẽ nhanh hơn nhé. Em chỉ đi vẽ bút này, vẽ gậy gậy xong rồi tẩy một tí rồi. Xong sóng, chụp lại ảnh mà chơi ra để nó nhanh lắm. Các bạn nhìn này. Vậy thì để muốn biến cái đối tượng này trở thành cái gì ạ? Một vector thì các bạn sẽ ấn vào image change cho tôi. Nhìn thấy image change không? Nhìn thấy image change chưa? Là cách biến ảnh trở thành vector. Nên thường thường những đối tượng trên mạng ấy, tôi muốn lấy được dễ không mà. Lấy xong rồi phóng to, vẽ thêm lại phát là đẹp ngay. Nên trò này là trò mà người ta đi thiết kế áo ấy sẽ cực kỳ dùng nhiều á. Nào ấn nhá. Image change này thích vào em gái, rất đáng tiếc cái này bị mất màu. Có nhìn thấy mất màu không? Hiểu cái này chưa? Nên các bạn nhớ một điều rằng là đối với những cái logo đủ độ lớn rồi nhưng màu của chúng ta bị nhẹ. Màu nhẹ là những cái màu sáng này ạ, là màu xanh ấy, như này là màu xanh này, màu nhẹ này. Nên khi bạn image change thì tôi đảm bảo cho bạn biết sẽ bị mất luôn cả hình luôn. Nên chính vậy mà trò này bạn sẽ phải chọn cho tôi image change sổ xuống, chọn vào change dạng 3 màu thì mới thành công được ạ. Nhiều người bảo đi kiếm ảnh trên mạng rồi nhưng mỗi tụi em change nó không ra nhỉ. Em biết cái trò này để làm gì không ạ? Sau khi mà người ta còn xuất thành file AI xong, người ta có thể chuyển thành file Corel. Từ file Corel người ta có thể cắt CNC, đúng không? Nên các bạn có thấy là khi mà làm về thiết kế đủ mọi, chúng ta đâu có biết một thứ đâu ạ, biết nhiều thứ ạ. Nào, khi tôi ấn vào chọn 3 màu thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi ấn OK thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã có logo và cực kỳ sắc nét, yên tâm. Nó đang chạy. Và sau khi biến logo trở thành cái gì vector rồi thì bạn yên tâm một điều rằng là không cần phải ngắt đường link nữa mà nó tự ngắt cho các bạn. Nhìn thấy tự ngắt chưa? Nếu bạn chấp nhận cái giá trị này là vector thì bạn ấn vào chữ expand cho tôi. Expand chính là chấp nhận. Chấp nhận biến ảnh trở thành vector. Không chấp nhận thì nó vẫn là ảnh.
tôi dịch nôm như vậy cho. Nào ấn vào đây nhá. Và sau khi chọn xong thì các bạn sẽ nhìn này, JavaScript Hub nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất là màu trắng và phần thứ hai màu xanh. Chuột phải chọn vào ăn group này. Tôi kéo màu trắng này cho bạn xem. Vật đi. Tôi kéo đây, vật đi. Tôi kéo đây, vật đi. Thấy mệt không? Thấy mệt không? Thấy mệt không? Và sau này gặp một cái thằng mà nó có 1000 cái này, chắc là tôi vứt đi, chắc tôi chết chưa. Vậy thì người ta mới sinh ra cái trò là phá hoa. Phá hoa là chọn những đối tượng cùng màu và cùng hiệu ứng. Chỉ cần tích vào đây một cái chỉ thẳng một cái màu trắng thôi. Nhìn thấy màu trắng chưa? Và bây giờ tôi có thể xóa được không ạ? Thử xóa nha, xóa phát hết này. Nhanh. Phá hoa này để chọn màu. Còn bên Photoshop là gọi là chọn vùng đúng không? Nha, nên là các bạn nhớ nha, đối với những bạn trong khối mỹ thuật ấy, các bạn có biết là cái bài ký họa không? Cực kỳ có giá trị nếu mà rơi vào tay tôi. Bởi vì khi mà bạn vẽ xong ấy, bạn chỉ cần chụp ảnh một cái phát là em cứ in là nháo luôn. Ngon luôn. Mà bản đấy nha, không có bản thứ hai đâu ạ. Lấy đâu ra bản thứ hai? Các bạn mới vẽ nha, những bạn trong mỹ thuật là bạn vẽ cách điệu, bạn chỉ vẽ cách điệu có một bản thôi mà người ta in lên áo thôi. Bởi vì tôi đã từng thấy là ở bên sản phẩm nước ngoài, người ta áo sơ mi nha em nhé, mà người ta vẽ ký họa, ví dụ cái ví dụ vẽ ký họa của một con sư tử thôi, vẽ nhanh đấy, ký họa nhanh ấy, người ta in áo bán đắt khủng khiếp. Nhưng để muốn làm là bán đắt khủng khiếp đấy thì chúng ta phải biết gì? Chúng ta phải biết công nghệ. Chúng ta bán trên thị trường nước ngoài, chúng ta phải biết Amazon là gì, rồi biết một số cái Alibaba là gì. Sau đó thì chúng ta phải hiểu rằng tài khoản ra sao, xong rồi này IP hay biết các thứ, rồi Gmail các thứ là biết hết thì chúng ta mới bán được à. Chứ không đơn giản như chúng ta nghĩ là ôi cứ up lên là bán rồi, còn lâu nha, còn lâu bạn mới giàu được. Bạn hiểu cái đấy chưa? Chứ chưa nói là tiền thì người ta còn thuê cả trung chuyển, chuyển về Việt Nam và chuyển khoản nó sẽ như nào, đổi như nào, nhiều vấn đề đó. Nào, sau khi làm xong các bạn có thấy rằng ở đây tôi có được cái hình này không ạ? Lúc này tôi chơi một trò như sau, tôi quét qua đoạn ấn vào Ctrl G. Và sau khi Ctrl G xong thì tôi có thể chọn một cái màu trắng được không các bạn? Và lúc này tôi thu nhỏ lại thôi, và lúc này tôi đặt thẳng ở đây. Ở đây có hai phạm trù này, các bạn có thể thu nhỏ như này. Một là chúng ta sẽ đặt vào đấy. Đúng không? Hai này chúng ta có thể đặt vào đây. Đúng không? Vừa rồi chúng ta vừa học thêm một cái chiêu thức về bóng rồi, thì tội gì mà tôi không làm. Effect chọn vào style và chúng ta chọn vào drop shadow. Vừa nhìn thấy bóng không? Và cái bóng này thì các bạn có nhìn thấy đây là x và y không ạ? Tôi gõ vào đây là 0 và đây là 0. Nhìn thấy không ạ? Và các bạn có đồng ý với tôi đây là bóng màu gì ạ? Màu đen. Tôi thấy bóng màu đen ạ. Vậy bây giờ tôi hỏi bạn nhé, nếu tôi chọn màu xanh đậm có được không ạ? Bóng này màu xanh đậm thích hay là bóng này màu đen thích? Nền thì của các bạn đang là màu gì đây ạ? À, vậy tại sao chúng ta không chọn xanh đậm? Đúng không ạ? Như này ít nhất còn cùng tông với nhau. Và phần thứ hai, sau khi làm xong thì tôi sẽ gõ vào đây rơi tầm khoảng 30%. Và gõ vào đây độ nhòe của cái bóng này tôi sẽ tích vào đây. Các bạn nhìn thấy không ạ? Và tôi có thể đẩy cái này lên 75% được không? Đậm quá chưa? Vậy thì lúc này chỉ 30 thôi, enter. À, thế là tôi đã đặt được một cái logo rồi. Đúng không ạ? Rồi, tiếp theo, sau khi làm xong đây thì các bạn có lại tiếp tục một giá trị nữa, đó là gì? Tôi chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2, chọn 3, chọn 4 và đẩy sát ra bên này. Để nào, mà cái này tôi ấn vào Ctrl D, biết Ctrl D chưa? Và cái này có thể ấn vào Ctrl D được không? Biết Ctrl D là gì không? Tôi dịch chuyển một đoạn thì tôi có thể chọn đối tượng khác, ấn vào Ctrl D thì nó sẽ lặp lại cái lệnh mình vừa làm. Nên chắc chắn nó rất chính xác. Chả ra trượt được. Rồi, phần này thì tôi sẽ chọn vào text và tôi gõ vào đây thôi. Được không ạ? Và sau khi gõ vào đây xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái phông chữ như này. Phông chữ có thể là nét. Và tất nhiên trong trường này tôi sẽ để là màu trắng, bởi vì nó sẽ nổi trên cái nền mà tôi mong muốn. Tiếp theo, sau đó sổ xuống thì bạn sẽ chọn cho tôi một cái phông chữ. Chúng ta có thể chọn phông chữ có chân và không chân. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chọn tiếp theo một cái phông chữ nào ở đây. Và phông này thì tôi có thể để cho nó một cái nét nó mềm hơn, sổ xuống, chọn là phông viết tay. Thực ra nó có rất nhiều loại phông nhé, các bạn có thể tự làm những việc này. Còn để muốn tìm phông đẹp thì không thiếu, bởi vì có kiểu để muốn sau này mà giỏi về chữ ấy, tôi chỉ khuyên bạn mỗi câu thôi.
đó là đi lên trên trên mạng ấy, xem người ta thiết kế đấy, mình sẽ lấy cái file nội dung của mình xếp theo đúng cái phông chữ mà người ta đã xếp, bạn xếp thành bộ chữ cho tôi. Có nghĩa là ví dụ nó căn giữa thì mình cũng căn giữa như vậy, nội dung như vậy, sau này có việc hay chỉ việc là lấy cả cái cụ mới về thay đổi là ngon, bởi vì phông chữ nó cũng đã đẹp sẵn, nó chọn phông có chân kiểu như vậy, mình cũng chọn phông có chân như vậy đấy. Cách học nhanh là như vậy đấy các bạn. Rồi sau khi đã làm xong, chúng ta chọn đối tượng cho một, chúng ta chọn đối tượng hai, chúng ta đặt vào đây. Rồi bắt đầu tiếp theo chúng ta sẽ làm khó hơn một tí nữa là chúng ta sẽ có file, chúng ta sẽ có phần plate, chúng ta sẽ có phần thư viện ảnh, chúng ta sẽ chọn vào phần background. Đâu rồi nhỉ? Tôi sẽ chọn vào phần texture và tôi sẽ kéo xuống. Nó có nhiều kiểu đây. Đấy, em thích cái kiểu long la long lánh như này được, chơi thôi, nhưng không được bao giờ bị méo nhá các bạn nhé. Ở trong có trường hợp là nó được như này không ạ? Cái này bị sao? Các bạn có thấy cái này nó bị sao? Nó bị to hơn so với bình thường đúng không? Vậy thì người ta mới sinh ra trò là tôi sẽ lấy ở phần giữa. Lúc này tôi sẽ chơi một cái trò là tôi sẽ quét qua đoạn giữa này đúng bằng cái chiều cao của cái hình. Nếu tôi chơi một trò này, nếu có phải tôi chọn đối tượng số 1, tôi chọn đối tượng số 2, tôi ấn vào căn chung số 7 thì có phải là cái hình ấy nó chỉ bằng cái hình này không? Tôi ấn vào căn chung số 7 chưa? Được chưa? Chuẩn nhá. Rồi, sau khi đã làm xong, bây giờ mới chơi một cái trò tiếp theo nữa là gì? Bây giờ tôi sẽ làm một cái chiêu thức là phía trên bị mất đi, phía dưới mất đi, phải giữa phải làm sao ạ? Phải nhìn được hình. Thì bước 1 tôi lại chọn vào hình. Nhìn không? Đây coi như là hình ảnh nó gì nhá, đúng không? Bước 2 lại chọn vào transparency. Bước 3 tích đúc vào ô gần ô ảnh. Bước 4 bỏ clip để nhìn được hình ảnh. Bước 5 dùng một hình vuông vẽ to hơn hoặc bằng. Thì trong trường hợp này các bạn có đồng ý với tôi là tôi sẽ đổi về đen trắng không ạ? Nhìn đen trắng chưa? Và sau khi trở về đen trắng thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây của tôi màu đen đúng không ạ? Tôi sẽ chơi hai trò là hai điểm này đen hết, không nhìn được cái gì. Nhưng ở giữa thì tôi lại chọn màu trắng được không ạ? Thì có phải nó ở giữa nó trắng nhỉ? Vậy lúc này tôi chỉ việc làm sao kéo bằng gradient g này, nhìn này, g kéo từ trên xuống dưới, thay đổi thôi, nhìn thấy g chưa, kéo từ đây đến đây, các bạn có thấy ở giữa nó rõ không, ở trên nó mờ không? Đấy thì đây là ví dụ là của tôi thích làm như này. Và sau khi đã làm xong này thì các bạn chỉ việc làm mỗi thao tác là chọn đối tượng một này, quét qua cả hai này cho tôi, cho xuống dưới tất cả đúng không? Nhưng mà trước khi quét qua phải thoát và dứt lệnh đã. Nào, cho xuống dưới tất cả thì có phải cái này nó xuống dưới cả miếng màu xanh không? Bạn nhìn thấy cái chấm chấm này của tôi chưa? Bởi vì bản chất á, đây à. Nhìn thấy trên bên này mất chưa? Bên dưới mất chưa? Nó chỉ có phần giữa thôi. Làm có thể làm được hết tất cả mọi thứ luôn. Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ trang trí bằng hình tròn. Bạn biết hình tròn này chứ? Bạn có biết màu trắng này không ạ? Bây giờ tôi lại làm màu trắng chuyển lên vào nền. Bước 1 lại chọn vào hình. Đấy, tôi nhắc lại để cho nhớ này. Bước 2 lại chọn vào transparency. Hãy coi cái này là ảnh nhá, được không ạ? Hãy coi cái này là đối tượng đúng không? Hãy coi cái này là chữ được không ạ? Rồi bước 1 chọn vào hình. Bước 2 chọn vào transparency. Bước 3 tích đúc vào ô gần ô ảnh. Bước 4 bỏ clip để nhìn hình ảnh. Bước 5 vẽ một hình vuông to hơn hoặc bằng. Bước 6 chọn vào gradient đen trắng. Nhìn đen trắng chưa? Và lúc này chọn vào phím G kéo từ trên xuống dưới, chéo chéo này được không? Sau khi kéo xong bạn thoát và dứt lệnh giúp tôi. Thế là tự nhiên tôi đã có được cái hình. Các bạn có nhìn thấy hình này của tôi không ạ? Và cái hình này các bạn chỉ cần hòa trộn cho tôi đó là overlay. Nhìn overlay chưa? Và tôi giảm độ đi. Bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa? Và sau khi được có này xong tôi sẽ phóng to này đúng không ạ? Được không ạ? Ok, tôi sẽ gõ vào đây rơi tầm 30%. Tiếp theo tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ chọn vào đâu, tôi sẽ thu nhỏ này được không ạ? Các bạn có nhìn thấy cái bóng này của tôi chưa? Rồi ok, tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ thu nhỏ. Em có nhìn thấy cái bóng này của tôi chưa? Đấy, có thể mình tự tạo được mà, chứ cần gì phải ai tạo đâu. Sau này các bạn học đến bút thì các bạn sẽ thấy là còn tạo được nhiều nữa. Đây ạ. Cái này em sẽ tăng cái độ này lên.
Đấy, thấy chưa? Thử cái này chưa đã? Rồi ok, cái này thu nhỏ lại nhỏ, nhỏ xíu này cho nó vui này. Rồi chọn ở đây thu nhỏ lại tí nữa cho nó vui hơn. Và tất nhiên là muốn cái này thì bạn có thể xoay góc độ đi khác nhau nha. Xong chưa? Rồi, tiếp theo thì các bạn đã làm được cái phần này. Tiếp theo sau khi làm xong, các bạn có thể nhấn nhá bằng tia nắng, ánh sáng bằng cách như sau. Các bạn ghi đi cách nhấn ánh sáng tia nắng. Nào, lúc này các bạn sẽ chọn qua biểu tượng hình vuông của tôi giữ chuột và các bạn sẽ nhìn thấy cái cuối cùng. Các bạn nhìn nha, đây là một trò các bạn có thể cho vào, nhưng cũng có thể là bạn vứt ra, bởi vì nó tùy thuộc vào khách hàng. Nhiều lúc khách hàng thích kiểu này, ok tôi thích vào đây một cái, bạn nhìn này, tôi vẽ vào đây, đây là điểm, thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có ánh sáng. Và sau khi có ánh sáng vẽ xong thì bạn sẽ kéo theo chiều của ánh sáng vào đây cho tôi. Thế tự nhiên nó có giống như ánh tạo ra mặt trời đấy em. Đấy, ví dụ thế, có nhiều người này thích kiểu này, nhưng có nhiều người người ta không có thích, mà thích chơi trò gì cũng được. Hiểu cái này không ạ? Đấy này em nhìn em, tạo ra tia nắng mặt trời đấy em, nó có sẵn này. Đúng chưa? Em có thể cầm em kéo từ bên này, xong em kéo sang bên này cũng được. Không có phím tắt em ơi. Kéo hai lần là đây. Đúng rồi. Tóm lại em tích và giữ chuột trong hình vuông thì nó sẽ ra công cụ cuối cùng 1 2 3 4 5 6, nhìn không ạ? Sau khi chọn xong thì em nhìn này, vẽ này, đầu tiên vẽ một cái này. Sau khi vẽ một cái xong thì sẽ kéo từ tâm nó ra ngoài thì là hướng của nó. Thế là xong. Và sau khi xong thì tôi đã có được một phiên bản thiết kế gì dành cho việc làm cho điện thoại. Có nhiều người đến đây mới hỏi tôi một câu, bảo thầy ơi vậy thì làm thế nào để mất được cái phần thừa bên ngoài được không ạ? Có nhìn thấy phần thừa bên ngoài. Vậy thì bây giờ tôi có thể group toàn bộ tất cả những cái đấy lại rồi tôi cho vào căn chuẩn số 7 được không các bạn? Có nhìn thấy phần thừa này bên ngoài không? Có nhìn thấy phần thừa bên ngoài này, bên này ngay không ạ? Đây tôi kéo ra chỗ màu ghi cho các bạn dễ nhìn hơn, không để bạn à. Đây ạ. Có nhìn thấy nhiều phần thừa bên ngoài không ạ? Thì để muốn làm mất phần thừa thì tôi chơi một trò như sau. Tôi chọn đối tượng số 1, tôi chọn đối tượng số 2, tôi chọn đối tượng số 3, tôi chọn đối tượng số 4. Cứ ông nào thò ra bên ngoài thì tôi ấn vào căn chuẩn G. Nhìn căn chuẩn G chưa? Sau khi căn chuẩn G xong thì bạn nhìn thấy nó trở thành một rồi thì bắt đầu tôi mới chơi một cái trò như sau. Tôi vẽ một cái hình vuông đúng bằng cái hình thiết kế. Đấy, bằng chưa? Vậy thì có phải bây giờ cái này là ảnh không các bạn? Còn cái này là khung không các bạn? Vậy thì có phải là chọn ảnh, chọn khung thì chúng ta ấn vào Ctrl số. Đây, thiết kế của tôi. Bỏ cái này ra được không? Nắp cái này vào được không? Vậy thì lúc này các bạn đã thấy là tôi đã thiết kế xong một sản phẩm hoàn chỉnh bằng cái phiên bản đó là Gradient. Có nghĩa là với Gradient của chúng ta có thể áp dụng rất nhiều thứ được. Ok, bây giờ tôi sẽ gửi cho các bạn về cái ảnh, về cái này để các bạn có thể thực hành với cái bài Gradient của tôi. Ok, bây giờ thì tôi sẽ bật mạng rồi đó.